chị cảnh xa chỗ ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Bana ti ba ta quê ramani sikha badang samadhiya me. Con xin vâng giữ điều học là cô ý đánh xa sự sát sanh. Adinna dana quê ramani sikha badang samadhiya me. Con xin vâng giữ điều học là cô ý đánh xa sự trộm cắp. Paramacariya quê ramani sikha badang samadhiya me. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thâm dâm. Mu sa wa da ve ramane sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayamat chap bamadathana ve ramane sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và ca chặt sai. Vikalapochana quê ramane sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sai giờ. Naka gita aqua di ta viso kadasana mara. Gành thay vì lệ đá đá tha đá đá măng đá nà vì phụ sát đá thà nà. Quê ây đá mà nê sức khả bá đăng sà mà đi gia mê. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự mua hát. Thổi kèn đàn xem mua hát nghe đàn kèn trang điểm. Thơ vật thơm dội phân và đeo trạng hoa. Uất cha sa ya na ma ha sa ya na. Quê ramane sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang ác thăng ga samhang na ga tăng bút tháp bà nhà tăng ưu bà thăng y man cha ra tinh y man cha đi qua sang. Samadhiwa athira khi tum samadhiyama. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới tròn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Niết bàn Sikabadhani ubo satasi lawase na iman charating iman chadi wasang sa thukang katua ngap bamade na samarak pitak bang. Chư Phật tử, sau khi tỏ trì tâm quy và bao con trai giới nơi tâm bảo rồi, phải rất mới dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Sile na su ka tin yon ti sile na po ka sam ba da in sile na ni pu tin yon ti ta sma si lang vi so tha ye. Khai chúng sanh được sanh về cõi trời, cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhâm niết bàn, cũng nhờ dự giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Sa tu lành thai Uttamang ghe na quan đề hăng ba đa phẳng sung ba ruột tam ăn bút thể vô ca li tổ đô sơ bút thô ca ma tu tăng ma măng Uttamang ghe na quan đề hăng thầm anh cha đu vi thẳng qua răng thầm mê vô ca li tổ đô sơ thầm mô ca ma tu tăng ma măng Uttamang ghe na quan đề hăng sang khăn cha đu vi thoát tam ăn sang khê vô ca lý tổ đô sơ sang khô ca ma tu tăng ma măng. Câu
tu sắp và mong ra lòng rất khăn tu sắp và để qua ta sắp và bút đá hai nô pha quê nà sà đà sô thi phô văn tu tê phô và tu sắp và mong ra lòng rất khăn tu sắp và để qua ta sắp và thăm mạng nô pha quê nà sà đà sô thi phô văn tu tê phô và tu sắp và mong ra lòng rất khăn tu sắp và để qua ta sắp và sân cả hai nô pha quê nà sà đà sô thi Phật quanh tu tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sa thu lành thai. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chiến đấu sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh. Nguyện thấy chúng sanh khởi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh. Nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hào lợi danh. Nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dặn chích của sa la cầm măng cách tập bằng ký thí dân mà cả dê nà quả cha manasa tí đa xê sư gà tăng gà tăng dê sa ta san nhì nô a thi dê cho sa ta san nhì nô ca tăng buồn nhà phà lăng mấy hăng sáp bể pha ghi phà hoàn tư tê dê tăng gà tăng sư đi tăng điện năng buồn nhà phà lăng mấy gia dê cha ta thách cha nan tỷ đệ qua gần tờ ni dê đệ dâm sáp bê lo cầm ni dê sát ta chạy quan ta hạ đa hê tu ca mà muộn năng phô cha năng sáp bê nó phản tu ma ma chê ta sa tích. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành dẻo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cùng trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bằng trời vô tượng được mà hưởng an, phước con hồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, hoàng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay, có người làm phước được xài, lại đem hồi hướng. Hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cùng dường, hóa thành thực phẩm, mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trên hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Cho phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sanh đạt quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng.
Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm vừa vào đạo tràng. Nguyên Trang ơi, vào đạo tràng. Nguyên Trang có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không Nguyên Trang? Nguyên Trang có thể thay mặt đạo tràng cúng thỉnh pháp sư không Nguyên Trang? Alo, alo, được không? Có bận tay không? Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng. Rồi, mời Nguyên Trang nha. Mời Nguyên Trang thay mặt đạo tràng cúng thỉnh pháp sư trước khi Ngài Liễu Tông giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị chuẩn bị những câu hỏi và những bàn tay à. Mời Nguyên Trang. Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sankhaya. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhammade Sanaya Janagatha Brahma Chalokadhipati Sahampati Katanchali Antivarang Aya Chatha Santi Tasaktapara Chakkajatika Deise Tuthammang Adukam Bimang Bacang Sakthamma Ferin Vinayan Chakayan Suttan Chabantham Apitham Macamang Ako tayanto chatusak chadandang bappo thaneye barisa Yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhóm vườn lộc giả ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thịnh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giá vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được, trí tri vẹn toàn. Dạ, sau đây con xin thay mặt đạo tràng, kính cung thỉnh Ngài Liễu Tông, kính thỉnh Ngài cầm mít để thử âm thanh ạ. Dạ, trước khi mà đạo tràng sẽ sinh hoạt ạ. Dạ, con kính dâng mít lại cho Ngài, con xin xuống mít ạ. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Hát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Hát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Hát Sa. Nam mô Bồ Tát Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư cư sĩ nam và sĩ nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Cô Nguyên Trang chỉnh âm thanh cho lớn lớn chút nè. Vô rung mà cái thì thầm kiểu đó ngồi giảng sư ngủ mất. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con Nguyên Trang. Và một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, không biết mọi người. Dạ, con không biết Ngài có nghe âm thanh của con rõ chứ Ngài. Cái này là con mở hết rồi đó Ngài. Dạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng. À, con kính cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hôm nay là ngày và cái là ngày của Ngài Liễu Tông ạ. Và trong một tuần qua quý cô chú có thắc mắc gì về
Phật Pháp. Hôm nay quý cô chú có thể đem những câu hỏi của mình lên để hỏi với Ngài, và những câu hỏi đó cũng là bài học chung của đạo tràng ạ. Và sau đây con kính mời những bàn tay và những câu chat trên màn hình con sẽ đọc ạ. Nếu mà quý cô chú không muốn giơ tay thì có thể chat trên màn hình, nhưng mà nếu mà được thì con kính mời những bàn tay xinh đẹp có thể hỏi trực tiếp với Ngài ạ. Dạ con kính mời ạ. Dạ sa thú bàn tay của cô Nhật Quỳnh, con cảm ơn cô ạ. Con xin xuống bích ạ. Dạ thấy mình đang cầm mít, không có ai, không ai chết chát xuống, không có ai đưa tay, nên Nhật Quỳnh đưa tay đỡ mít Nguyên Trang để Nguyên Trang có thể chỉnh lại âm thanh thêm chút xíu nữa. Bữa nay cô nàng thỏ thẻ nhiều quá. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ dạ cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Ngài cho con phép con hỏi một câu đầu tiên để mong trong đầu tràng quý vị có thể có những ý tưởng hay để hỏi cho Nhật Quỳnh học với ngang quý vị nha. Dạ dạ cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ bạch Ngài, ở trong ở ngoài đời á, thì người ta nói mình phải nói lời dịu dàng, nói ngọt rồi nói thế này thế kia. Còn ở trong giáo pháp á, như lúc sáng này con học á, thì có lời ái ngữ. Ngài chỉ dạy giùm con, đối với một một người Phật tử bình thường như chúng con đi, thì bản thân con thấy có, con có gặp những cái trường hợp người ta nói rất là ngọt, nhưng thật sự cái tâm người ta không có ngọt. Còn theo người ta nói lời có thể rất là dễ nghe và rất là ngọt ngào, nhưng mà đối với trong giáo pháp của Đức Thế Tôn thì dạy một người Phật tử thì phải nói lời ái ngữ. Ngài chỉ dạy, chỉ Ngài giảng rộng ra hai cái vấn đề này. Một là nói lời ái ngữ theo lời Đức Phật dạy là như thế nào. Hai là ở ngoài đời người ta có thể, cái tâm người ta không tốt lắm, nhưng mà người ta có những lời nói rất là ngọt. Mà Ngài, Ngài giảng dạy cho chúng con để chúng con hiểu được một cách như thế nào là lời ái ngữ, mà như thế nào là một lời ngọt ngào giả tạo, để chúng con có thể tu tập. Và con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, thật sự ra Đức Phật dạy cho hàng tư chúng thì nói thì có cái lời nói đó phải có năm điều kiện tất cả. Thứ nhất là chân thiện mỹ, thứ tư là đúng thời đúng lúc, và thứ năm là nói với tâm từ. Còn nếu mà nói mà không có đúng, không có đủ năm điều kiện thì Đức Phật phán cho một câu nên im lặng như bậc thánh. Thành ra thường thường đó, có những người ta nói cái lời nói chân thiện mỹ cũng không có, chỉ có chân thật thôi, chứ còn nói lời này ấy thì nó giống như mình ngồi mình nghĩ đó, cái tâm hồi giờ nghĩa là không có tâm từ. Thành ra nói nhiều khi nó lời dễ nghe nhưng mà nó không có cái sự chân thật trong đó. Còn mình mà muốn tập thì phải tập cho đủ năm điều kiện như vậy đó. Lời nói đó phải là lời chân thật, lời nói đó phải có cái thiện tâm, tức là thiện nói với thiện pháp. Lời nói đó phải dễ nghe, rồi đúng thời đúng lúc, tức là trong khoảng cái thời gian, cái điều kiện của thời gian đó có nên nói câu đó hay không, tức là đúng thời đúng lúc. Và cái cuối cùng là có tâm từ, tức là lời nói mình luôn luôn và có tâm từ để mình muốn cho cái lời nói của mình đó, nó làm cho người nghe chẳng những nghe lời chân thật mà còn mát mẻ, bởi vì cái người nói, cái tâm từ của người nói làm cho cái lời nói nó thấm vào cái não của người nghe đó. Anh ta nói đúng được như cái đó mới là đủ, mới đúng. Còn có những cái lời nói theo đời đó, mình lời ái ngữ, tức là nói ngọt ngào, nhưng mà thật sự chỉ là sáu ngữ thôi, chứ không phải là chính thức là ái ngữ. Nghe cái lời nói nào mà không có đủ năm chuyện đó thì có nói hay cái mấy, nghe có đã cái mấy thì
trước sau gì nó cũng có chuyện nha. Khi cái người nghe phải đau ra chuyện đó, thành ra mình nên học cái lời Đức Phật dạy là tập đi. Nói có năm điều kiện trong một cái lời, cái câu nói như vậy đó. Mà không phải là muốn nói dễ, bởi vì thường thường đó là nó rất là khó. Nó khó là đôi khi đó mình nói nhưng mà với cái tâm mình hơi bất bình, tức là tâm từ lúc đó nó không có rồi. Cái thứ hai đó là mà trong mấy lần trước thì chúng tôi có đề cập tới 70 mấy chuyện đó, không nên nói. Còn cái cách là nói chỉ có 10 chuyện thôi, thành ra đó là những cái mình phải học hỏi, học tập cho nhiều. Để khi mình phát ngôn đó, nó người nghe và người ở xung quanh mình đó, nó có được sự hoan hỷ và họ muốn nghe, họ lắng tâm để họ nghe. Nhưng mà khi họ thấy cái mặt mình mà họ biết mình cái lời nói chỉ là sáo ngữ thì đã, họ đâu có chú tâm họ nghe đâu. Thì dù mình có nói thật đi nữa nhưng mà thiếu những cái điều kiện đó thì cũng làm cho cái lời nói mình nó trở thành vô ích chứ không có gì hay ho cả. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sát thủ lành thai con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy về ái ngữ của Đức Thế Tôn. Dạ, dạ con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, bây giờ Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng, mời quý vị có những bàn tay cũng như có câu chích đáp khi có Nguyên Trang đọc. Dạ, để làm Nguyên Trang làm thị giả cho Ngài. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ. Hoàng Hỷ đưa những bàn tay cũng như có những câu chết chát ạ. Dạ, sa thú Nhật Quỳnh đọc câu của cánh chim như cánh chim trời. Sau đó thì Nhật Quỳnh, dạ kính chào huynh thính pháp. Nhật Quỳnh chưa kịp chào Nhật Quỳnh, dạ mình chào trước rồi. Dạ, con xin đọc được nhà câu hỏi của như cánh chim trời. Dạ, sau đó mời Nguyên Trang tiếp tục nha. Dạ, kính bạch Ngài, khi chúng con học vi diệu pháp, phần nào là phần quan trọng nhất thưa Ngài? Nam mô Bích Thai, dạ con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bích Thai, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, bởi vì cái đó là cái bản tóm tắt của các chú giải. Thành ra cái phần nào nó cũng quan trọng hết đó, bởi vì người ta lấy cái cốt lõi của lời dạy Đức Phật mà. Nhưng mà muốn học mà để cho hiểu rồi phải biết cách học. Chứ không phải là mình học thuộc lòng hết cái quyển đó, nhiều khi xài cũng không được. Tại vì nó có những cái sự ứng dụng mà nó phải theo từng tự của nó. Thì thường thường cái chương trình mà bây giờ cũng vậy, ở Thái hay ở Miến Điện họ học là thứ nhất là học chương 1, chương 2, chương 6. Mình nhớ chuyện đó, chương 1, chương 2, 6. Học cho hiểu 1, 2, 6 rồi học cho hiểu chương 3, chương 7 để làm gì? Để nghĩa là những cái gì mà liên hệ với nhau trong chương 1, 2, chương 6 đó. Thì hoặc là phân tích ra những cái này như thế nào kia thế nào thì nó nằm trong chương 3, chương 7. Thành ra cái lớp đầu tiên là học chương 1, chương 2, chương 6. Lớp thứ hai là học chương 3, chương 7. Đó là mới khơi đầu sẽ giải. Nhưng mà cái lớp thứ ba trong cái phân khoa của Di Diệu Pháp đó, thì họ dạy cái phẩm Thâm Má Sẵn Thanh Y. Cái là phẩm đầu tiên của Bộ Pháp Tụ để cho mình thấy những cái điều mình học nó nằm trong chánh tạng chứ không phải là mình học ở ngoài. Nhớ vậy đó, học chương 1, chương 2, chương 6, rồi chương 3, chương 7, rồi học vô chánh tạng liền. Tức là chánh tạng chứ là Bộ Thâm Má Sẵn Khai Ni đó. Để mình thấy cái đó là mình học theo lời dạy của Đức Phật chứ không phải là mình học theo chú giải nữa. Rồi khi mà học xong cái đó là gọi là học về sơ cấp đó, về trung cấp đó, thì vô mới học chương 4. Cái lớp thứ tư đó là học chương 4, chương 5. Rồi cái lớp thứ năm đó là học chương 6, chương 7 với chương cuối cùng luôn. Rồi cái lớp thứ 7, thứ 8, thứ 9 là 9, 3, 4 lớp chỉ sao rồi học trong chánh tạng hết rồi, chứ không còn học chú giải nữa. Rồi chú giải nó chỉ có 9 chương thôi. Thành ra cái quan trọng là học làm sao để hiểu chương 1, 2, chương 6, rồi tới chương 3, 7 học cái đó. Hiểu cho thật hiểu rồi đó, rồi lúc đó mà mình mới tính cái chuyện khác được. Còn nếu mình không hiểu, mà không hiểu cái cách áp dụng của nó đó, thì cái phần nào cũng chết, thiếu phần nào cũng chết đó. Thấy không?
mà có những cái phần thì nó tương đối ít ít chuyện nó nói, nhưng có những cái phần nó rất nhiều chuyện và nó rất là vi tế, phải chia sẻ. Thành ra quý vị muốn học thì quý vị học nghề đó, còn quý vị muốn tìm sách để nghiên cứu đó, đa số những cái sách mà giải thích trong cái phẩm Phán Pháp Tự Luận là họ lại không có dịch, không có dịch ra tiếng Việt chứ không phải là không dịch, Thái mới điện thời dịch hết. Nó gọi là nó có hai cái quyển phụ đi theo để đọc cái đó. Cái quyển thứ nhất gọi là Abhidhamma Quý Ni, tức là giải thích rõ. Cái quyển thứ hai là của Bừng Ngài Bút Thá Thất Tạ Thư Đá, gọi là Bút Thá cái gì gọi là Abhidhamma Vatara, Abhidhamma Ta Vatara. Thế nên chúng tôi chưa học cái đó là phải học hết Thắng Quá Tạo Lực, học thiếu giả Thắng Quá Tạo Lực là học thêm cái đó nữa, cái quyển mà Abhidhamma Vatara của Ngài Bồ Tát Thất Tạ đó, cùng thầy Ngài Bồ Tát Khu Xã đó. Mình học cái đó rồi cái mình mới bắt đầu mình tính chuyện gì khác được, chứ còn nếu mà chưa học cái đó là rất là khó khăn về tính dạy học giáo đó. Thì quý vị muốn coi những cái sách đó đó, cái sách mà họ dịch theo của từng tự giống chúng tôi nói, thì vô trong cái trang web của chùa Bửu Quang đó, tức là Phật giáo nguyên thủy .net hay là .com đó, thì sẽ thấy nó có liệt kê Phật giáo Abhidhamma căn bản như thế nào, Abhidhamma trung cấp như thế nào và Abhidhamma cao cấp như thế nào, họ có dạy đàng hoàng. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, sa thú thành thai và con thấy những chim trời đã sa thú kính tri ân ngài. Để coi Thanh Thủy nói gì đây. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy có cầm mic được không? Hay là muốn Nhật Quỳnh đọc câu hỏi của Thanh Thủy? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Thanh Thủy ơi. Alo, Thanh Thủy. Thanh Thủy cầm mic được không? Nhật Quỳnh đọc giùm. Dạ, rồi Nhật Quỳnh xin được đọc nha. Con vô trễ, con vừa nghe ngài vừa nhắc 10 chuyện nên nói. Kính thỉnh ngài cho biết 10 điều nên nói là gì thưa ngài? Nếu điều ngài đã vừa nói rồi thì con sẽ nghe lại. Dạ. Sa thú con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy giá, kính bạch chư Tư Tồn Hiền giả, kính thưa chư cái chư năng của chư nữ. 10 cái đề tài mà Đức Phật khuyên các tỳ kheo khi mà ngồi cùng nhau nói thì nói 10 cái địa đề gì gọi là ca thả quá thụ, nó sẽ đem lại sự tiến hóa về thần tưởng trí tuệ cho các tỳ kheo. Thứ nhất nói về chuyện thiểu dục. Câu thứ hai nói về tri túc. Thứ ba nói về viễn ly. Thứ tư nói về độc cư. Thứ năm nói về tinh tấn. Thứ sáu nói về giới. Thứ bảy nói về định. Thứ tám nói về tệ. Thứ chín nói về những cái chuyện mà liên quan tới giải thoát. Và thứ mười là chuyện về tri kiến giải thoát. Đó. Nếu quý vị học khi nào quý vị có đủ 10 cái điều để mà quý vị có thể gặp nhau nói chuyện thì nói 10 cái điều đó gọi là ca thảo quốc thụ dành cho các tỳ kheo cũng như hàng tùy cúng trong giáo pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, sa thủ. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã nhắc lại 10 điều mà Thanh Thủy vừa nghe chưa có kịp nói. Và Thanh Thủy ơi, Nhục Quỳnh định ghi mà không có ghi kịp. Chắc bây giờ mà mình mà muốn rõ ràng hơn chắc Thanh Thủy phải nghe lại. Rồi nghe lại ở Facebook đi hả Thanh Thủy ha. Rồi ghi lại. Chắc Nhục Quỳnh cũng làm cái điều đó. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ, bây giờ thì Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng. Ồ, giỏi vậy hả Thanh Thủy, giỏi quá ta. Dạ, sa thủ Thanh Thủy nha. Vì có gì gửi qua cho Nhật Quỳnh nha. Nhật Quỳnh khỏi phải nghe lại nha. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ, con Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Mời quý vị có thể đưa những bàn tay hoặc là đưa những câu chát. Nhật Quỳnh xin phép đọc à. Tại bây giờ Nguyên Trang bận việc rồi.
Nhà đăng lên, rồi Thanh Thủy gửi qua Nhật Quỳnh đi, Nhật Quỳnh đăng lên cho mọi người ghi lại nha Thanh Thủy nha, đưa sang cho Nhật Quỳnh hoặc đưa lên room tùy tùy ý. Dạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy nha. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Mời đạo tràng có thể đưa những bàn tay. Ha, bữa nay có câu hỏi không ạ? À? Nếu mà trong khi chờ đợi Thanh Thủy gửi bài thì Hà có câu hỏi không? Ồ, mời Hà nha. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính chào đạo tràng. Dạ có nghe rõ, dạ cảm ơn công Nhật Quỳnh. Dạ thưa ngài, nãy ngài có nói về vấn đề vi diệu pháp đó, thưa ngài học á, thì con thấy trong vi diệu pháp có cái phần là lộ trình tâm, thì con cũng đang thắc mắc là cái phần lộ trình tâm đó thưa ngài, nó có giúp ích gì cho người Phật tử trong như chúng con vậy nè học không ạ? À? Với lại cái pháp hành á, thì con cũng chưa có rõ cái phần đó. Dạ con kính chính kính trao mít lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Phật Thà, dạ kính bạch chư tông, dạ kính thưa chư quý vị. Lộ trình tâm nó cứ giúp sao không giúp, tất cả cái gì Đức Phật dạy nó đều giúp hết á, nhưng mà phải học theo thứ lớp như vậy đó. Bởi vì mình học cái lộ trình tâm, cái lộ đó, lộ của tâm đó, nó có hai chuyện đó. Nhất lộ của tâm, hai lộ của sắc. Mình học lộ của sắc để mình biết những cái chuyện mà không biết cho quý vị học bên trong của kinh Mi Lăng Đá đó, tới đâu rồi chúng tôi không có biết. Nhưng mà quý vị thấy đó, cái sắc nó chia ra từng nhóm gọi là Kalapa, thì phải dựa vào cái nhóm đó để biết những cái nào mà cái nó phát sinh theo cái lộ trình của sắc được. Còn nếu mà quý vị không có học cho rành đó thì không có, quý vị sẽ không có ấy với đó được. Còn cái lộ thứ hai đó, cái thứ hai là lộ tâm để hiểu như thế nào, hiểu tiến trình sinh diệt của tâm nó sẽ đi từ đâu đến đâu, chứ không phải là mình muốn sao cũng được, nhớ chuyện đó, không phải muốn sao cũng được. Thành ra có nhiều người không có học cái lộ trình tâm rồi đó, mình cứ nghĩ rằng mình nhìn thấy nguyên cả hình dáng của người phụ nữ hay là người thanh niên rồi này kia, không phải muốn không muốn thấy được cái đó, nó hàng ngàn ngàn tỷ lộ trình tâm rồi, có gì rồi mình học để mình biết lộ trình tâm nào nó nhận đối tượng là thực tính pháp, lộ trình tâm nào nó nhận chế định pháp. À, cũng nhờ cái lộ trình tâm đó mà khi mình nhìn một cái gì nó bắt đầu làm việc đó, mình mới biết được cái nhân của nó. Bởi vì cái sắc hay là khi mà nó khởi động một cái hành động gì, ví dụ đi đứng nằm ngồi, thì mình phải biết có những cái loại sắc đó, nó phát sinh cho nghiệp, nó những cái loại sắc phát sinh cho tâm, những loại sắc phát sinh cho thực tập và do thời tiết. Thì cái loại sắc nào mà phát sinh như thế nào thì mình phải thấy được cái nhân duyên của nó, thì mình mới đó là dựa vào cái lộ trình của tâm hoặc lộ trình của sắc mình mới thấy được. Chứ nếu mình nào không học cái đó là không có thấy được gì đó. Mình thấy sắc nó chuyển động nhưng mình không biết loại đó sắc gì thì nó tiêu đó. Nó nhiều chuyện trong đó lắm, bởi vì những cái gì mà được chú giải tóm tắt để cho mình học đó, nó đều quan trọng hết á. Quý vị bỏ một cái là quý vị cũng ngáp như thường, không có đó. Bỏ phải học cho nó đầy đủ, thì học đầy đủ rồi nó giúp cho pháp hành của mình nó mới nhiều chuyện. Quý vị nên nhớ là những cái trường thiền đó, chúng ta nói nhiều lần những trường thiền và tứ thiệt á, quý vị học hết vi pháp trung cấp nó mới nhận vô cho quý vị học thiền bên xa. Còn nếu quý vị không học hết là nó sorry cho nó không có nhận đâu. Bởi nhận vô ít cũng biết đường đâu mò. Đi quan sát cái gì, ngồi quan sát cái gì, đứng quan sát cái gì rồi này kia, sao biết đường đâu à? Không? Đó là nhờ vào những cái lộ trình của sắc và của tâm. Mô Bích Thầy á. Nam Mô Bích Thầy, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đã thấy Xích Hà sa thú kính tri ân ngài ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài. Dạ, con kính mời ạ.
Dạ kính thưa ngài, trong khi chờ đợi câu hỏi, dạ con có một câu hỏi ạ. Dạ con xin. Kính thưa ngài, giống như hàng ngày tụi con thọ trì tam quy và ngũ giới. Dạ mặc dù là tụi con có tác ý để mình giữ giới cho được trong sạch, nhưng vẫn chưa nắm vững như thế nào. Giới bị rách, giới bị lủng, giới bị vá. Dạ kính thưa ngài, có thể giảng dạy cho chúng con rõ điều này để chúng con thực hành cho đúng ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bích Thà, giả kính bạch chư tôn huyền, giả kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó muốn biết cái nào đức cái nào thì các lũ là cái đó là tu giải họ phân tích để cho mình hành cái pháp thiền gọi là niệm giới. Chứ còn nếu mà mình chỉ quan trọng một cái hai cái mà thôi, cái thứ nhất là mình biết nó bị hư khi nào, hư tạo nghiệp và hư không tạo nghiệp, chỉ cần biết thôi. Bởi vì trong những cái chi đó, nếu mà nó đứt, nó bị mất hai chi, là chi thứ nhất là chi diệm người biết, cái thứ hai là chi tác ý giữ giới đó, tức là mình vừa đứt giới mà vừa tạo nghiệp. Còn nếu mà những cái chi khác cũng vậy, thì mình vừa đó để biết. Khi mà mình hành như vậy đó thì mình mới biết. Nhưng mà khi mà thí dụ mình đứt cái giới đầu hay cái giới giữa hay cái gì đó, thì cái lúc đó theo chú giải họ định nghĩa cái đó là khuyết hay gì đó. Thường thường mấy cái đó thì chúng tôi ít có để ý lắm, nhưng mà bởi vì nó không có quan trọng, học cái đó để thành giảng sư giảng được chơi được. Chứ còn hỏi cái đó cũng khó nhớ lắm. Nhưng mà để chúng tôi nhớ lại thì rồi đứt cái đoạn nào thì nó gọi là cái gì đó. Chứ cái đó trong phần niệm giới chứ không phải là ấy. Ví dụ như mình ngồi mình quán năm giới của mình đó, thì khi mình đứt cái giới đầu thì được gọi là gì đó. Đứt cái giới thứ hai là gì? Bởi vì trong phần niệm giới á, thì nó tính là cả bốn chuyện để nói rồi. Thứ nhất là giới không có bị hư. Cái thứ hai đó, giới không có bị lủng. Cái thứ ba, giới không có bị khuyết. Và cái thứ tư, giới không bị cong bị quẹo. Thì ra mình học cái đó để mình biết. Thành ra khi nào đứt cái nào thì nó gọi là giới đó bị đứt. Mình đứt cái điều là cái nào đó thì cái đó nó gọi là giới bị lủng, ví dụ vậy đó. Thì quý vị nên đọc tụng thành trên đạo về phương diện niệm giới thì nó nói rõ ràng hơn. Chứ bây giờ quý vị hỏi chúng tôi bất tử, chúng tôi có ngồi nghĩ ra cũng không có nhớ hết được, ra nói ngồi nó tùm lum nữa ha. Trên tình đạo ra về pháp niệm giới cho thấy đứt cái giới nào thì năm giới đó được gọi là bị đứt, bị lủng, bị gì đó là tùy theo ha. Chỉ có là trong thanh tịnh đạo về phương diện niệm giới đó coi đi, còn nếu không thì em chờ chúng tôi tỉnh thế thì chúng tôi là trong chú giải chúng tôi coi, chứ còn hỏi Phật tử lúc này chúng tôi là nói quý vị nhiều lần là chúng tôi gần trời xa đất rồi, nó có nhiều cái quên Phật tử luôn, quý vị thông cảm chút. Nam mô tài giá. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. À. Dạ con kính mời đạo tràng, con thấy trong room cũng rất là đông ạ. À. Dạ con kính mời những bàn tay, những câu hỏi ạ. À. Con chưa thấy câu hỏi. Dạ con xin dạ con để con coi. Dạ con kính mời đạo tràng. Có bàn tay hả? Dạ. Ồ con không thấy. Dạ con xin xuống mic là con không có bàn tay hả cô? Dạ con xin sám hối, con không thấy bàn tay. Dạ con xin xuống mic là con kính mời vị nào giơ tay ạ?
Dạ, con kính đảnh lễ Văn Ngô Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Lý Tông ạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức ạ, con kính đảnh lễ Quý Đạo Hiếu ạ. Thưa Ngài, con xin muốn hỏi Ngài một câu ạ. Khi mà có những cái việc cúng dường bố thí á, thì mẹ con năm nay đã là 86 tuổi rồi ạ. Nhưng mẹ con cũng vẫn nói chuyện được bình thường, nhưng mà để minh mẫn lắm thì, hoặc là nhớ lắm thì không nhớ lắm. Nhưng bây giờ mẹ con không biết Phật Pháp và mẹ con cứ nói là chết là hết, tao chả quan tâm gì cả. Nhưng thưa sư, khi mà những lúc cúng dường con cũng muốn chư phước hàng ngày cho kiểu huyền thất tổ rồi cho chư thiên tất cả thì con vẫn làm. Nhưng có một điều là con muốn là cái phước đấy của mẹ con mà được trực tiếp làm thì con cứ đưa tên mẹ con vào và con tác ý là cái phần phước đấy là của mẹ con, nhưng mà mẹ con không biết, thì vì vậy cái tác dụng có được không, hay là con cứ làm việc của con và con chia phước đến mẹ con, thì con xin hỏi Ngài để con biết, vì mẹ con cũng lớn tuổi rồi, để con làm những công việc đó cho đúng ạ. Con kính tri ân Ngài ạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn thầy, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, muốn cho bà làm có phước á, thì có thể làm tận tay, chứ còn mình nói gì là không được. Mình đề tên bà thì bà cũng không biết gì. Khi nào rảnh á, trong những ngày lễ hội đó, thường ngày thì chắc ít, ở vùng nào thì cũng không biết, nhưng mà ở Việt Nam chắc hiếm. Nếu mà ở Thái Văn Điện nó còn đỡ, ngày nào cũng để bắt được. Thì mình mua đồ mình đem tới thì mình nói bởi dân cái này tới ông sư đó. Cái đó là trực tiếp. Còn gián tiếp thì bữa nay thì mình nói thì mình làm giùm không được đâu. Nhưng mà mình làm rồi mình về mình nói thế nào để cho bà biết rằng mình đã đi làm phước thì bà hoan hỷ. Mà cái hoan hỷ đó, nếu mà bà biết thì bà thì hỷ phước quá, thì mình nói xả thú ra là vậy đó. Là mình tỉ phước báo, thì lúc mình tỉ phước báo thì cái tâm mình vẫn là tâm thiện, thì cái đó mới là phước. Còn bây giờ mình cứ nói mà người nghe không hiểu vậy rồi tỉnh bơ thì cái đó cũng là đâu có phước đâu mà tỉ hỷ, không tỉ hỷ. Bởi vì cái tâm lúc đó là không biết tâm gì, mình cũng không biết. Là cái đó. Còn đối cho người chết thì khi mình làm được gì thì mình nghĩ tới người đã quá giảng. Đó, thì mình cầu mong cho họ nhận được những cái quả này. Thì thường cái đó phần trăm nhận rất ít, cái gì nó nhớ chuyện đó. Bởi vì cái người mà đi về bốn đường ác đạo, chứ mình đừng nói chi chư thiên chi cho mệt. Bốn đường ác đạo đi thì chỉ có một loại mà có thể nhận được trực tiếp thôi là ngạ quỷ. Mà trong lúc mình làm phước mình nào hướng, nhiều khi ngạ quỷ đó nó đâu biết đâu. Hay là nó đang ở những cái chỗ cột trở đâu có biết. Nó những người nào mà còn sống mà biết cách làm phước này kiêm chùm thì hy vọng thì khi mà quá giảng mà sanh về những cái cõi như vậy đó. Thì khi mà con nghe có người ta kêu tên mình ta hỏi phước báo thì xả thú là nhận được là như vậy đó. Chứ còn nếu không khó lắm quý vị nên nhớ đó. Thân nhân vua Bình Sa Vương đó, ông vua Bình Sa đó ở tới mấy chục kiếp trái đất rằng qua bảy vị Phật khác nhau. Đó. Mới có cơ hội để tùy hỷ phước báo, bởi vì vua Bình Sa đó là Phật Thánh và ở gần Đức Phật. Chứ còn bây giờ mình làm phước mà nghe là Phật Thánh mình chưa khả năng mình làm ấy thì muốn phước mình nó đã yếu rồi. Mà cái người đã quá giảng không có hiểu về Phật Pháp này thì chịu. Thành ra cái cách, chỉ có cách mà làm cho họ ít nhất họ còn tạo được phước đó, là để họ chính tay làm, nhưng mình sắm sửa đầy đủ những cái gì cần thiết tới ngày đó mình chở tới chùa hay là tới cái nơi có lẽ có chư tăng đó. Thì mình đưa một bịch, mình nói là để vô bát của vị này, dâng cho vị này, dâng cho vị này thì mai ra còn có thể nhận được ha. Chứ còn nếu không mà cái kiểu mình khó lắm quý vị, đồng học khó lắm. Thành ra thường thường mình nói quay nói bậc thiện trí dẫn khuyên mình hằng ngày nên làm phước. Rồi khi mình rớt vô khổ cảnh, chính mình nương nhờ vào phước của mình nó vẫn tốt hơn
là mình chờ người ta hồi hướng tới, mình nhớ gì đó. Thì đối với người sau, người chết thì mình hồi hướng bằng cách mình làm phước mình đó. Đối với người sống khi mình làm phước, giờ mình nói với người ta, nói bữa nay tôi làm cái phước như vậy đó, chị quan hỷ hay là anh quan hỷ, thì khi mà nói vậy thì họ sẽ nhận được, à, họ sẽ nhận được. À. Chứ còn không là rất là khó, quý vị nên nhớ chị đó. Bởi vì thứ nhất là giống như chị nói, bà già và không có tin nhân quả kiểu đó thì rất là khó khăn. Thành ra bây giờ chỉ có cách là tập cho bà bố thí tận tay, hay là mình làm gì cũng phải tận tay á, thì cái đó may ra, nghĩa là lúc cần tử có thể nó là những cái đối tượng để nó giúp lậu cần tử được. Chứ còn nếu không thì khó lắm ha. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy Sức Thanh Hoàng. Dạ vâng ạ. Dạ cảm ơn Sức đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con. Dạ con thấy câu hỏi của Sức Hà, con xin đọc ạ. Họ có phải hoan hỷ mới chia phước được phải không ngài? Dạ cảm ơn Sức Hà đã đặt câu hỏi. Dạ kính thưa ngài, con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái đó không có chia phước vậy đó, mình hoan hỷ thì cái tâm của mình nó là tâm thiện, là tâm thiện nó sẽ là phước báo, chính là phước báo mình phát sinh đối với mình qua cái hình thức là mình tùy ý cái việc làm thiện của người khác. Chứ còn nếu mình không có biết cái đó thì mình không có, họ có làm gì thì mình cũng không có được hưởng gì hết đó. Chúng tôi trên room này, tôi thí dụ cái vụ mà có cái anh mà anh đi làm xa, lúc anh đi thì anh cha mẹ anh còn trẻ chứ chưa nổi già, nhưng mà hai ông bà thích đọc Phụng Rang để chừng ông đi mấy năm mà gì đó không biết, đi xa chắc cũng cả chục năm, chừng ngày anh về anh nghĩ cha mẹ mình sống đời nghèo khổ nhưng mà thích ăn đậu phụng rang, là mình muốn cho họ cha mẹ mình hoan hỷ mua đậu phụng rang về để dâng cho cha mẹ đi dùng. Thì khi mà anh về tới nơi, anh đem bịch cái bịch đầu tiên vô gặp ông già, thì ông dâng cho ông già, nói đây là cái món này bố thích lắm, con ráng mua đem về để dâng cho bố. Già ông thấy đậu phụng rang, ông chửi liền. Ông nói mày ngủ ngủ vừa vừa thôi chứ mày ở biết tao giờ thấy cũng hết răng mà đem đậu phụng rang tới thì mày cho tao sao tao ăn được. Bây giờ thấy không? Nên là không được hưởng về đậu phụng rang cũng không có mà. Cái phước inside, tức là phước trong nội tâm cũng có tại đang sân mà. Còn trong khi đem vô bà già rớt nước mắt. Mà nghĩ con mình nó khờ nhưng mà nó vẫn biết thương cha thương mẹ. Nó mua cái mình thích về. Dù mình ăn được nhưng ít nhất là với tấm lòng con mình như vậy mình cũng rất là hoan hỷ với cái đức tánh của nó, thấy không? Thì khi mà bà hoan hỷ đức tánh của đứa con như vậy đó thì cái thiện pháp phát sinh, bà được phước, dù rằng bà không ăn được nhưng mà bà vẫn được phước. Còn ông già đó không ăn được, mong chẳng có phước gì cả đó. Thành ra tỷ phước báo là khi cái tâm mình tỷ việc làm của người khác, tức cái tâm mình là một thiện pháp nha. Dù rằng thiện pháp nó có thể là thiện pháp tri trí nữa nhưng vẫn là thiện pháp, vẫn là phước báo như thường. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con thấy Sức Hà đã dạ sa thú ạ. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo của Sức Thanh Thủy. Kính bạch ngài, kính thỉnh ngài giúp chúng con cách học Bali, học cách nào ngài nghĩ là có kết quả và thấy càng học càng hoan hỷ. Dạ cảm ơn Sister Thanh Thủy đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa quý vị. Cái gì nên nhớ rằng con người mình làm được nhiều, thành ra mình học cái gì cũng nào không có giỏi là vậy đó. Thường thường đó, mình muốn học tiếng Bali cho giỏi đó, làm ra ở trong cái cộng đồng mà người ta nói tiếng Bali hoặc là người ta học tiếng Bali nha, thì mình mới có cơ hội, mình mới có hy vọng để giỏi Bali.
Nhưng bây giờ thường thường đó là cái cộng đồng đó nó rất là hiếm, chỉ có các nước theo Phật giáo truyền thống mới có thôi. Thành ra mình học qua liêm, mình học cái gì trước? Mình học văn phạm trước. Đó. Tới chừng mình học văn phạm trước rồi, tới chừng mình muốn nói qua liêm mình nói cũng không có được. Hay là mình muốn le muốn gì cũng được. Chúng tôi thí dụ đó, những người lớn như chúng tôi mà lúc tị nạn mà đi qua đây đó, để rồi gò mò học từng tử từng chữ. Thành ra nói tiếng Anh, tới giờ này nói tiếng Anh vẫn dỗm. Trong khi mấy đứa nhỏ nó đâu học Bali gì đâu. Gặp Mỹ, Mỹ nói sao nó nói vậy à? Mỹ dạy sao nó nói vậy, nó không cần biết Bali vậy đó. Không cần biết cái chữ đó chia làm sao, chia làm sao. Còn mình người lớn phải đi học chia có 7 cách, 8 cách trong ngày kia chung làm. Học rồi dốt vẫn hoàn dốt như thường. Trong khi mấy đứa nhỏ lớn lên, nó nói tiếng Anh rành rỏi. Rồi tới khi vô trường nó mới học văn phạm. Cái gì thấy rõ ràng không? Nó thành ra mình muốn học cho nó kỹ, mau, cái nhanh, có quả. Mình phải lựa cái cộng đồng đó đó. Mình đi vô nở rồi, thì họ nói trong đó mình nghe cái mình chú ý rồi mình để ý cái, những cái câu nói họ nói như thế nào thế nào. Rồi sau này có dịp mình học đó, học mới lựa những cái sách về văn phạm rồi nào mình học. Thì nó mới nhanh. Chứ còn bây giờ nói học cách nào thì không có cách nào ngoài cách đó cả. Mình học ngược. Đó, mình học văn phạm trước rồi học Bali sau ra càng học càng dở là vậy đó. Trong khi con nít nó đi cái gì thế không, nó học nói trước rồi sau này nó mới đi học văn phạm đó. Thành ra mình nói tiếng Anh còn cả lâm chứ nó nói đâu có, nó ra gặp Mỹ nói mấy câu là nó thuộc lòng mấy câu luôn không? How you, ok, thank you, em fine gì không sao mới làm trong vòng. Tới chừng sau này nó mới học rồi chấn phạm hao du tại sao viết vậy đồ này kim chùm. Anh ta nói học cái tiếng Anh rất là giỏi, giỏi hơn mình nhiều. Trong khi mình học riết rồi nói tiếng Anh vừa cà lông mà vừa vừa mắc ngạn nữa đó. Thành ra đó là cái học, nếu mà gần đó có những người giỏi gì bên đi có này cơ ấy đó, đi theo người ta học nghe cũng được. Thời gian sau rồi mình bắt đầu mình học nói thì nó mau tiến bộ hơn là mình học văn phạm được hay phải dày phải dày, âm này nó dày kia dày dày nó nhớ cái đó không đủ tóc bạc, thành ra nó chậm lắm. Bởi vì cái suy nghĩ biết liền là Nam Mô Bích Tha vậy. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy Xích Thanh Thủy, con kính tri ân ngài sa thú sa thú sa thú ạ. Dạ cảm ơn Xích đã đặt câu hỏi. Dạ con thấy bàn tay của cô Nhật Quỳnh. Dạ con kính gửi mic lại cho cô ạ. Dạ cảm ơn Nguyên Trang. Dạ chúng con hành kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của Thanh Thủy. Dạ con có câu hỏi. Nhật Quỳnh thấy câu hỏi như cánh chim trời rồi. Cho Nhật Quỳnh hỏi như cái xong rồi Nguyên Trang đọc câu hỏi của cánh chim trời nha. Dạ cảm ơn Nguyên Trang và Thanh Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ bạch ngài, con nghe ngài nói trả lời câu hỏi của Thanh Thủy thì con chợt nhớ lại, con thì không có biết học mà nói Bali, nhưng mà con cũng không có học mà văn phạm nữa, mà con chỉ học đọc không à. Dạ như con học đọc Bali, con cảm thấy những cái bài kinh Bali mà con đọc được, thấy mình đọc được rõ ràng, rồi mình thí dụ dịch ra tiếng Việt thì mình coi tiếng Việt đó, rồi mình đọc cái bài Bali đó, mình cũng cảm thấy hoan hỷ. Như vậy thì được không một ngày, hay là phải đi kiếm một cái chỗ mà người ta nói, mà giờ mà đi kiếm ở đâu mà người ta nói tiếng Bali bạch ngài, chắc tới đó chắc chết với ngài. Và dạ, bây giờ con đọc, con học rồi con đọc rồi, như vậy có được không bạch ngài? Dạ con kính nhân mít đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Học để được sẽ không được, học được học để đọc để hiểu được, không có gì ấy đó. Nhưng mà nếu những cái người muốn học mà để có thể là coi những cái loại sách khác mà liên hệ tới ngôn ngữ Bali này kia được, hay là có thể nói đâu được thì phải học như cách chúng tôi nói. Chứ còn nếu mình học cái mình dùm không học
theo căn bản từ đầu mà mình khi vô mình đọc đọc á, ai dạy thấy gì mình đọc đọc, nếu mình có đầy đủ cái phước kiếp trước mình đã từng nghe Pali, giờ mình đọc cái đó nhanh lắm nghe được. Nhưng mà khi biểu mình tự tạo ra một câu hai câu Pali để mình nói thì coi là làm thơ Pali là làm được. Mấy cái người mà ta học Pali ở Việt Nam giờ có nhiều cái gì giỏi lắm làm thơ được, nhưng mà đôi khi á quý vị cứ đi hỏi mấy gì đó có phải không, nhiều khi đọc mấy cái đó thấy hơi như là khó chịu hay sao, ví dụ vậy đó chứ không phải không. Còn nếu mà mình học cái ấy như vậy đó, học theo kiểu cô Nhật Quỳnh nói đó, sau này có thể mình dịch kinh điển được, nhưng cái điều dịch mà cho nó suôn sẻ nó trúng thì nó không chắc, không có chắc, tại vì cái căn bản của mình có thể là nó bị chưa có năng lực đầy đủ ha. Đó. Nhưng mà bây giờ thì đúng là tìm những cái đó này nó khó lắm, tìm những cái cộng đồng nữa đó nó khó, chỉ có ở Thái ở Miến Điện rồi này kia đâu, những cái trường tiền mà chuyên môn học viên xem ngôn từ đó rồi này kia thì mình ngồi mình nghe lén mình học cũng được. Quý vị biết ở mấy cái trời xứ đó và tối sáng chiều tối gì nghe mấy thi viên đọc không mình biết, mình thuộc thuộc trước mấy ông thầy không lo mấy ông đọc cùng mình nghe xong rồi tỉnh bờ từ, từ từ nó vô nào mà không hay. Nhưng mà thật sự ra ngôn ngữ Bali tới giờ thì nó cũng đã tối đa ra cái tuổi thọ của nó rồi, thành ra đâu mình ráng mình học cái cách nào để mình hiểu cho nó nhanh được, chứ còn mà lo đi học để giỏi nên ngôn ngữ đó cơ bộ vừa phí thời gian mà vừa tiếc, tại vì mình Diêm Vương kêu mình vô chảo trước khi mình thành tài. Nam mô Phật Thầy á. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con đã thấy cô Nhật Quỳnh sa thú, con kính tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn cô đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Trang đến với đạo tràng. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Như Cánh Chim Trời. Dạ thưa ngài, nếu chúng con biết một người làm được một việc phước và hoan hỷ, vậy chúng con có được phước không thưa ngài, mặc dù người làm không có chia phước? Dạ kính cảm ơn Như Cánh Chim Trời đã đặt câu hỏi. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, nhưng trường hợp này thì có thể có phước có thể không, mình biết nhưng mà mình không có hoan hỷ với cái việc phước của người ta, thì đôi khi cái tâm mình vẫn là thiện pháp, nhưng mà thiện pháp mà nếu quý vị học với mấy gì mà dạy về pháp rồi, thiện pháp lúc đó nó là nghĩa là tâm đại thiện ly trí mà thọ xả mà nghĩa là có sự nhắc nhở nữa nghĩa tâm đại thiện thứ 8 đó quý vị. Thành ra có thể có phước chứ không phải không, nhưng mà phước ra rất yếu, bởi vì mình thấy người ta làm việc phước người ta quan hệ là này nọ mình vẫn dừng, đôi khi cái tâm mình nó vi tế dữ lắm, mình đừng tưởng đâu mình thấy vậy vậy là mình cũng đồng ý dịch một cái đó, không có gì bảo đảm đâu quý vị. Đó, quý vị tập nào tập để quan hệ với cái việc phước báo người khác, dầu người ta có nói hay không nói thì mình cũng quan hệ cái đó, thì cái tâm mình nó là thiện pháp là phước là có phước rồi. Nhiều khi mình dưng dưng thì cái đó thì lúc có lúc không thì nó cũng hơi uổng. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết là dạ con thấy đạo hữu Như Cánh Chim Trời, dạ sa thú con kính tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Con kính mời đạo tràng có thể giơ tay lên hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ con kính mời những bàn tay. Dạ nếu không thì quý cô chú có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ con thấy bàn tay của cô Nhật Quỳnh. Dạ con kính mời ạ. Dạ cảm ơn Nguyên Trang. Chắc tại vì Nguyên Trang dùng điện thoại nên không thấy câu hỏi của Thanh Thủy Nhật Quỳnh đã post lên, cũng không thấy luôn.
tội nghiệp thì thôi. Dạ con xin phép được đọc câu hỏi của Thanh Thủy. Số 9, câu chuyện về giải thoát Vimuttika Tha. Số 10, câu chuyện về tri kiến giải thoát Vimuttika Tha. Kính mạch ngài, hai điều này không biết khác nhau ra sao? Dạ con kính chân mít đến ngài. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Bích Thà giá, kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chư vị, có những cái điều mà khi người ta đã chứng đắc người ta mới biết, chứ còn hỏi người chưa chứng đắc. Quý vị hỏi 10 chuyện mà Đức Phật dạy cho chư tăng nhàn đến chúng như thế nào thì chúng tôi xin lặp lại cái điều đó thôi. Còn mình ở trong cái điều kiện nào thì chỉ nói về những cái câu chuyện đó thôi, chứ còn cái hỏi có những cái chuyện mà cái người đó chưa được lên vị thiện đi lên cung trăng hỏi là đi lên đó sao biết được đâu trả lời. Cô Thanh Thủy tốn thì giờ đó uổng không nghe mấy câu đầu đi ấy, rồi chừng nào khi đắc rồi lại kể cho chúng tôi nghe cũng được, chứ chúng tôi chưa tới đó đâu, đừng hỏi mấy cái này. Nó mô thà giá. Nam mô Bức Tha Giá. Dạ con kính lãnh lời quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy Sức Thanh Thủy và kính tri ân ngài. Dạ cảm ơn Sức đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình ạ. Và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ con kính mời. Con. Dạ kính thưa ngài, dạ con có một câu hỏi của vị đạo hữu, con xin đọc câu hỏi ạ. Trong bài kinh Hạnh Phúc Mangala Sutta, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức là phúc lành cao thượng. Thưa sư, kẻ ác là loại người nào? Bậc trí hiền, tôn đức có phải là những người có giới hạnh trong sạch, có pháp học và pháp hành không thưa ngài? Dạ, con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị. Thật ra đó thì nếu quý vị nào mà học về pháp thì mấy cái này mà phải biết chứ không thể không biết được. Khi mà nói là không gần gũi cái ác thì mình phải biết cái ác là gì. Thì trong Thamma Sankhani phẩm nhị đề, chữ cái ác đó, Pala Thamma, cái pháp mà làm cho người đó được gọi là người ác, thì pháp đó là gì? Nói một cách rộng rãi là 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở đi theo nó. Thành ra bất cứ ai khi nào có một trong 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở đi theo đó trong quả lộ trình tâm sự suy nghĩ người đó, thì người đó được gọi là người ác. Ngay cả tất cả chúng sanh trong đạo tràng này cũng vậy, khi nào ở tâm mình có cái pháp xấu đó, mình đều là người ác hết. Thành ra chứ không gần gũi người ác mà Đức Phật dạy ở đây đó, quý vị nên hiểu như vậy nè. Đó là ác bên trong nhưng không phải ác bên ngoài. Cái người bên ngoài họ có tâm tham sân si, họ là người ác là chuyện của họ. Nhưng mà cái ác mà nó ở bên trong của mình á, thì mình phải kiếm cách lấy nó ra, được gọi là không cần người ác. Mà lấy nó ra bằng cách nào? Quý vị học về thiền minh sát và kinh tứ niệm xứ đó, thì trong có phần mà tâm quán niệm xứ đó, khi nào tâm có tham biết có tham, đó là cách lấy cái pháp ác ra khỏi người mình để cho mình trở thành không phải người ác. Đó. Thì ngược lại cái đó thì cũng có câu là Bandita Thamma, tức là những cái pháp thiện mà phát sanh tám tâm đại thiện với tâm đại theo, thì cái nào tâm mình có những cái đó. Mình nói cái về phần chúng ta đang ở cõi dục thôi nha, chứ cái tâm thiện nó đi lên tới cõi siêu thế đó. Thì chúng ta làm sao cái pháp đó nó tiến triển, nó phát triển trong người mình nhiều lên, thì lúc đó mình đang ở chung với người ác ấy, đang chung ở chung với người thiện, tức là mình đang gần gũi người thiện. Thành ra hai câu này để chỉ cho biết là khi nào có tâm mình có ác pháp phải biết, khi nào có tâm mình có thiện pháp phải biết. Biết ác pháp để xa lìa nó thì gọi là không gần người ác. Biết thiện pháp để được thân cận, để được làm cho nó phát triển trong người mình thì được gọi là gần người thiện, là như vậy ha.
chứ không phải là mình thấy cái ông trời đó ông hay chữ thề mình cho ông người ác mình không gần ông, ông có làm gì đi nữa thì cái đó là ông là người ác chứ không liên quan tới mình phải gần hay là ở xa ông vậy đó. Mình có gần ông vậy thôi, mình có xa ông cũng vậy thôi. Nếu mà tâm mình nó ở trong cái điều kiện nào thì nó không có bị nhuộm bởi những cái pháp đó được. Thành ra người ác ở đây là chỉ người ác bên trong. Và phải nhớ những cái chi pháp đó để quý vị biết. Mà muốn không gần người ác thì phải là hành pháp tông quán niệm xứ. Mà muốn được gọi là gần người gần của bậc trí hiền thì mình cũng phải hành cái thiền gọi là tâm quán niệm xứ là như vậy. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con sa thú. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. À. Ngài đã giảng dạy câu hỏi. Con nghe rất là hoan hỷ ạ. À. Dạ kính thưa ngài, tiếp tục cái câu hỏi đó ngài, con có thắc mắc là vậy nè ngài, như hồi nãy ngài nói đó, khi mà mình biết được là khi mà cái tâm mình khởi sanh lên ác thì mình biết cái ác đó, mình nhìn được cái ác khi mà mình cũng như hành thiền vậy đó ngài, thì mình nhìn được cái tâm ác của mình, thì lúc đó có gọi là mình không có ác không ngài? Dạ con kính nhân mít lại cho ngài để ngài chỉ thêm ạ. À. Dạ con xin chúc phúc ạ. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Khi mình nhìn cái ác đó thì cái ác nó đâu có còn nữa đâu mà mình gọi là người ác. Lúc đó cái tâm mình là tâm thiện, bởi vì tâm thiện đâu phải biết cái em mới biết được cái pháp ác. Nhưng khi mà mình thấy cái tâm mình thật sự ra đó, mình phải hiểu cái chuyện mà mình niệm cho cái ác nó mất, thường mình hiểu lầm cái đó, quý vị nên nhớ cái đó là mình hiểu lầm cái đó. Mình cứ đuổi nó đi. Thành ra thường thường người ta hành thiền người ta hay đuổi những cái pháp ác đi. Mà đuổi nó đi rồi đó thì nó vẫn trở lại như thường. Thành ra nó không có pháp tiến bộ trong pháp thiền. Ví dụ như mình niệm đau à. Thì cái cảm giác đó nó mất. Tại sao nó mất? Tại lý do quý vị, cái lộ trình tâm quý vị nó có đối tượng là đau à. Thành ra cái cảm giác đau nó không còn ở trong cái đồ lộ trình tâm quý vị nữa. Rồi quý vị không cảm thấy đau gì, nó mất. Tức là mình đã đuổi thằng trộm đi thì làm sao biết thằng trộm là ai. Thì mình đúng nguyên tắc của thiền là những cái đó nó phát sinh là mình phải dùng cái Atabi Sambachano Satima, tức là sự tinh tấn của mình, cái niệm của mình và cái tuệ của mình để quan sát cái điều kiện nhân duyên mà cái thằng đó nó sanh là nó diệt như thế nào, thì cái đó mới gọi là hành thiền minh sát. Chứ còn mình niệm mà đau à cho nó mất, đa số người nói nó mất mà người ta không học lộ trình tâm, người ta không có hiểu, ta tưởng đâu về hay, nhưng cái đó là dở. Là tại sao mình đuổi nó đi mà, chứ đâu phải mình tận diệt nó. Mình tận diệt nó khi nào là mình thấy được nhân duyên làm cho nó phát sanh thì mình mới gọi là diệt nó. Còn này mình niệm nữa mình đuổi nó đi mà tối ngày cái tưởng mình hay không à đó. Mình đã nói cho quý vị biết là khi mà mình thấy nó vậy đó, mà mình niệm như thế nào để cho mình thấy được nó. Còn nếu mà mình không thấy được nó đó thì ngồi bao lâu cũng vậy thôi, chứ không có lợi gì hết. Nhưng mà khi mình thấy nó rồi đó, cái tâm nó mới lắng động xuống. Thành ra cái chuyện mà mình học để hiểu nó không phải dễ. Mà mình học rồi cái mình làm là lúc nào mình làm biết không phải nào mình cũng không biết rồi đó, là mới dở, phải không? Chứ không có gì đó. Thành ra nhưng mà trong tất cả các pháp vậy là nó rất là nhiều chuyện để nói, chứ không phải một hai đâu, nó tính ra tùm lum tà lá trơn á, chứ không phải nó. Chứ còn nếu mình nói mình thiền nó dễ thì thôi, chứ thiền nó dễ thì xin thưa với quý vị đó, Đức Bồ Tát không có tốn 4 tăng kỳ 100.000 đại kiếp để tìm ra cái con đường đó đâu quý vị. Anh nhớ chuyện đó. Ngài tạo ba la mật 30 loại khác nhau mà cần phải dùng tới thời gian mà cư sau đó, thời gian mà được thọ ký rồi 4 tăng kiện 100.000 đại kiếp để tìm ra con đường đó. Mình cho nó dễ là tiền đó là mình không biết gì hết
Còn bây giờ mình học cái của người ta đó là tốn bao nhiêu công trạng công đồ ra rồi mình không thấy được gì, rồi mình còn nhiều khi còn phát ngôn là xúc phạm tới ngài đó, thì cái đó là cái chuyện không có nên ha. Thành ra cứ về suy nghĩ đi rồi biết liền. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài. Dạ con kính chào đạo trang. Dạ sa thú con kính tri ân ngài rất là nhiều. Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con ạ. Dạ rất là hoan hỷ ạ. Dạ con thấy câu hỏi của đạo hữu như cánh chim trời. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. Dạ thưa ngài, nếu chúng con tự học Pali bằng cách tìm hiểu ý nghĩa của những từ quan trọng, vậy có được lợi ích không thưa ngài? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bồ Tát. Dạ kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, mình tìm hiểu ý nghĩa những từ quan trọng thôi thì nó không có lợi ích gì cả. Bởi vì trong câu văn câu nói nó có nhiều cái từ dễ có khác nhau, nên là học tùy theo cái môn học mình học. Dù giờ quý vị thường hay vô room này đó, học về kinh Pháp Cú đó, là nhớ những từ Pali nào thường dùng trong kinh Pháp Cú, cố gắng nhớ và hiểu đó. Chứ còn thí dụ như những từ mà trong cái kinh Pháp Cú của tạng kinh đó, thường thường nếu mình qua tạng lực thì mình tìm thấy nó ít lắm, hoặc ngược lại qua tạng A-Tham cũng tìm thấy nó ít. Thế nên mình học cái gì tìm ra ngắm, mình học những cái danh từ giàu rằng từ đó nó dễ có, mình đừng có nghĩ rằng nó dễ có hay cả, mình đã cố gắng mình hiểu để hiểu tới gốc của nó. Nên, bởi một từ Pali nhiều khi nó ráp hai ba chữ khác nhau nối lại thành, rồi cái gốc nó từ đâu ra, từ như thế nào thì nên học và học cái như vậy. Nên chứ mình thật sự ra đó, trong room này là chắc tuổi cũng cỡ chúng tôi là gần trời xa đất rồi, mà đi học những cái chi tiết mà để cho biết cái từ đó nó dày 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 em sầu, mà chúng tôi nghĩ chắc là phí cái thời gian. Tuổi mình đã gần trời xa đất mà không lo đi, mà lo gì, lo làm sao mình học thì những cái gốc của cái những cái lớp mà mình đang học thôi. Ví dụ như cái từ đó đó nó có mấy cái là nó ráp lại thành, là cái từ đó cái gốc chữ như thế nào, không cần chữ đó quan trọng không quan trọng, còn biểu vệ mình học cái kinh Pháp Cú mà mình cần gì phải quan trọng không quan trọng, học để làm cho mình hiểu, để mình chia sẻ một số cái điều kiện về ngôn ngữ để mình hiểu câu kinh Pháp Cú nói gì mà thôi. Vậy nó vẫn tốt chứ có đâu không tốt. Những cái gì mà liên quan tới lời dạy Đức Phật dầu là ngôn ngữ thì nó vẫn mang nhiều lợi ích cho mình chứ không phải dễ. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu như cánh chim trời. Dạ sa thú con kính tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Những câu hỏi của quý đạo hữu sẽ làm bài học chung cho đạo tràng ạ. Dạ con kính mời quý cô. Dạ con thấy bàn tay của cô Nhật Quỳnh. Dạ con kính gửi mic lại cho cô ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Nguyên Trang đã làm thị giả cho ngài. Dạ cảm ơn thành thủy cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ bạch ngài, có câu nói ở ngoài nhân gian mà ngày hôm qua rôm chúng con sinh hoạt thì có người đưa câu nói này lên, rồi cũng có người nhờ con hỏi ngài mà nãy giờ con quên, con ghi rồi mà con quên mất tiêu. Bây giờ có thời gian con xin phép được hỏi ngài. Dạ ở trong dân gian thì người ta có câu là tu đâu cho bằng, tu nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, hay là tu đâu cho bằng, tu nhà kính mẹ sao cũng có, nó gần gần giống như vậy. Ngày hôm qua cái câu chát lên nó hơi giống như vậy mà con quên mất tiêu rồi. Dạ thì đại khái là như vậy, là coi như là cái người mà nhà hỏi thì người ta nói nè,
cứ nói tu đâu cho bằng tu nhà, vậy rồi không đi chùa thì biết gì để mà tu, mà cứ nói tu đâu không bằng tu nhà. Người ta gặp cái câu nói hoài này hoài mà người ta không có biết giải thích làm sao, biết là không biết, biết là không có đúng lắm nhưng mà không biết giải thích làm sao. Bây giờ con thì cung thỉnh ngài, ngài có thể giảng dạy rõ hơn cho con hiểu được câu này, và cái người nhờ con người ta sẽ được ghi nhớ để người ta nhờ, người ta gặp trường hợp mà có những cái lời nói như vậy người ta biết cách trả lời. Và con kính dân mít quên luôn, dạ không quên luôn được đâu, dạ quên luôn là lần sau người ta sẽ trách, trời ơi tưởng Nhật Quỳnh làm anh si gì, làm anh si nhờ có chút cũng không không nhớ. Dạ bây giờ thì con kính dân mít đến ngày Nam Mô Bụt Tha. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, mình không có hiểu cái nguồn gốc cái câu cái chuyện duyên sự mà để ra câu đó, là chúng tôi chỉ dựa theo một số cái điều kiện để giải thích mà thôi. Tu đâu cho bằng tu nhà đó là thứ nhất, là nó hai chuyện, cái chuyện vào thời mà pháp và cái chuyện mà cái bây giờ nè đó. Thành ra bây giờ đó có những cái chùa, nói là có chùa đi nhưng mà vô đó có gì không học được cái gì ngoại trừ nghe tại những cái bài kinh không biết từ đâu ra rồi cầu an cầu siêu mà thôi. Thì cái đó là có thể là một trong những cái dự sự để làm cho có cầu tu đâu cho bằng tu nhà. Cái điều thứ hai đó, và ở những cái xứ mà nó rất là khan hiếm về vấn đề mà lời dạy của bậc cao nhân, bậc thiện trí đó, thì cái chuyện mình đầu tiên mình nên làm là làm tròn cái bổn phận của mình đi nữa. Để thời cha cái mẹ là cái bổn phận báo hiếu của người con, mình phải làm trước. Rồi tới khi nào mà có điều kiện rồi mình mới tính chuyện khác. Chứ không phải là khi không mà mình muốn làm ra cái chuyện. Trừ phi mà có chùa, có chỗ dạy đàng hoàng mà mình vẫn nêu lên những cái câu như vậy để nói đó, thì cái đó nó mới là không có nên. Còn bây giờ thật sự ra đó quý vị thấy đa số, nó không phải nói chứ mình đi về từ Bắc chí Nam đó, rất hiếm những cái chùa vô đó mà quý vị được dạy dỗ đàng hoàng tại sao phải giữ tam quy, tại sao phải thọ ngũ giới tam giới này kiêm sùng, nó rất hiếm chứ không phải là nhiều. Thành ra nhiều người ta có cái tư tưởng ta đi vô trong những ở hoặc ở những cái chỗ đó là thấy mình đi chùa cả ngày phí không làm gì hết, ngoài trừ một số công quả giống như quét hốc rác quét rác ngoài chuyện thôi, thì người ta mới nghĩ ra những cái câu như vậy chứ không phải thấy đâu. Cái thứ hai đó, có những cái người đó lợi dụng cái nơi mà con nghĩ rằng mình làm phước được, bỏ cha bỏ mẹ lăn lóc, cha mẹ già rồi không, nhiều khi đi ca buổi lo chùa cần tới tôi giúp chùa này kia chồng, thành ra có những người ta mới nói những câu đó để người ta thức tỉnh. Một số người mà cứ nghĩ rằng mình làm chùa được có phước, nghĩa là phước hơn là nuôi cha nuôi mẹ. Thật sự ra đó quý vị nuôi cha nuôi mẹ có phước hơn nhiều. Quý vị đốt chùa quý vị không đi địa ngục, nhưng mà quý vị giết cha giết mẹ là ngũ nghịch đại tội, là đi địa ngục. Nên nhớ chuyện đó, thành ra chuyện mà mình phải chứng tỏ cho người thấy. Chúng tôi không có thời giờ đi học bởi vì lý do tôi là muốn làm tròn cái nhiệm vụ của chúng tôi đối với hai cái người mà đã bỏ bao nhiêu xương máu để ấy. Cũng giống như là có hình như trong room này cũng có lần chúng tôi nói về vấn đề đó, đề là tại sao mình phải thờ cha kính mẹ, nhưng mà muốn thờ cha kính mẹ đúng là thờ như thế nào. Quý vị nên nhớ đó, cái ngày mà để cho quý vị mà có thể là biểu dương cái lực cái sự mà thờ cha kính mẹ của mình đó, là cái ngày sinh nhật của quý vị đó. Mà thường thường quý vị đa số sinh nhật là cái do đi nhậu đi đồ đi chơi cho vui bạn bè rồi rủ nhau ấy, quên hai cái người mà đã từng làm cái việc để cho mình có mạng sống đó, ở nhà của mình nhiều khi chờ con cả buổi ha. Tại sao chúng ta nói ngày sinh nhật của mình đó là cái ngày mà để mình làm những cái việc mà thiện pháp lớn lao? Bởi vì cái ngày đó đó là cái ngày mình phải nhớ ơn hai cái người đó
tức là cha với mẹ mình. Nghĩa là đổ xương, đổ máu, nhiều khi phải hy sinh cả mạng sống để cho đứa nhỏ đó nó được được sống còn. Thấy không? Mà quý vị không biết ơn họ là thật sự là không thể tưởng tượng được con người như vậy. Đó. Quý vị nên nhớ đó. Nhưng mà ngày đó để giúp đem cha mẹ đi đâu? Thì Đức Phật dạy rồi, chưa có đức tin thì làm cho đức tin. Chưa có biết trì giới bố thí làm thì biết trì giới, chưa có trí tuệ làm trí tuệ. Thì cái ngày đó đó mình có thể mình sắm sửa một món đồ. Buổi sáng á, mình lại cha lại mẹ. Mà phải biết cách lại, chứ không phải là muốn làm sao làm. Chúng tôi nói sơ để cho quý vị lại cha lại mẹ. Quý vị mời cha mẹ ngồi đó. Rồi xin cha mẹ để cho con đảnh một lễ này về công ơn sanh thành, chịu đựng trong thời gian 9 tháng 10 ngày con nằm trong bụng mẹ, có được mạng sống ngày hôm nay, xin đảnh lễ đi. Giống như một cái hình thức trả ơn cha mẹ. Xong rồi đảnh một lễ thứ hai, kể từ ngày con ra đời con cho tới ngày con khôn lớn, cũng do nhờ cha mẹ để con có ngày hôm nay, xin đảnh cái lễ đó. Đảnh lễ thứ ba để làm gì? Từ ngày con khôn lớn, từ ngày con ra đời tới ngày con khôn lớn, đôi khi vì vô tình hay cố ý có những lời nói làm cho cha mẹ buồn lòng hoặc những hành động làm cho cha mẹ không được an vui, con xin đảnh cái lại một lại này để xin cha mẹ vui lòng xóa tội ấy cho con. Rồi đó, lúc đó mới dẫn cha mẹ để đi xin giới đi gì ở chùa nào có hoặc lễ hội gì đó, để giúp cho cha mẹ có những cái thiện pháp như vậy. Đó, cái đó mới là cái cách. Nếu mà ở nhà mà có hiếu là phải báo như vậy, chứ ở nhà rồi cái tưởng tu gì cũng mời bạn bè về nhậu nhẹt như không. Bây giờ thấy không đó. Mà hồi xưa giờ quý vị nghĩ có bao giờ quý vị bao nhiêu lần quý vị làm được những cái điều đó? Không bao giờ. Coi giống như cha mẹ có nhiệm vụ rồi, để đẻ rồi mình phải nuôi mình. Mình nương vào cha mẹ để mình sinh ra, chứ cha mẹ không có đẻ ra mình, cha mẹ không có tạo ra mình. Thì ai tạo ra mình? Cái nghiệp mình đã gieo ra nó tạo ra mình. Thì mình nương nhờ cha mẹ để mình có sự sống còn thì mình phải báo ơn, phải đền đáp cái ơn đó. Chứ mình đừng có nói là tại sao tại sanh tôi ra thì phải lo tôi. Nói phải nói là gặp diêm vương là vô chảo rồi chắc. Đó là những cái chuyện mình nên làm. Thành ra có những cái điều kiện mà chúng tôi chỉ nói sơ một số điều kiện để tại sao có công thờ giả kính mẹ. Bởi đó có là chuyện bắt buộc phải làm. Quý vị không đi chùa có thể là quý vị mất cái cơ, cái phần để quý vị tạo thiện pháp. Nhưng mà quý vị thờ cha kính mẹ, sáng sóc cha mẹ, quý vị có thể tạo nhiều thiện pháp hơn quý vị đi chùa. Nhớ chuyện đó. Đừng bao giờ tới chùa làm cái ngày rồi quên cha quên mẹ, chuyện đó thì không thể chấp nhận được. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú sa thú. Con kính tri ân những lời dạy bảo của ngài ạ. Dạ rất là hoan hỷ và rất là cảm động ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Do những câu hỏi của quý cô chú sẽ là bài học chung cho đạo tràng ạ. Nên quý cô chú có thể mạnh dạn giơ bàn tay của mình lên, hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ con kính mời toàn thể đạo tràng. Dạ kính mời mọi người hoan hỷ ạ. Dạ con chưa thấy câu hỏi. Dạ kính thưa ngài, dạ con có một câu hỏi của một vị Phật tử. Kính thưa ngài, cũng trong kinh Hạnh Phúc Kinh có câu đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất. Thỉnh sư giảng thêm vì những điểm này ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bồ Tát Dạ kính bạch Thế Tôn. Dạ kính thưa quý vị, học bao nhiêu năm về 38 pháp an lành mà không thấy mấy cái đó là quý vị nên nhớ cái 38 bài pháp của Đức Phật đó. Nghe cái bài 8 mà 38 pháp hạnh phúc đó, nghe dạy quý vị từ từ nhỏ cho tới quý vị đắc đạo quả thôi.
Thành ra có những phần nó liên quan tới số điều này, liên quan tới số điều đó. Thì có thể là mình không có liên quan nhiều, tại vì mình không ở trong những cái điều kiện như vậy. Thì tùy theo những cái điều kiện đó là biết làm sao mình làm để cái thiện pháp nó phát sanh mà thôi, chứ không có gì đó. Nên nhớ cái chuyện mà Đức Phật dạy đó, bất cứ trong câu nào cũng vậy đó. Cái chuyện quan trọng là đưa tới cái sự chấm dứt đau khổ. Ngay cả cái câu mà đầu tiên mà Đức Phật dạy cho 1250 vị thánh tăng, nha. Cái câu đó nó có 12 đoạn tất cả, nhưng mà nói một đoạn chính mà từ quý vị từng hai tụng, tức là cái gì, không làm việc ác đó, hãy làm việc lành, giữ tâm trong sạch, ấy là chư Phật đó, nha. Nhưng mà thường thường của chúng ta không hiểu tới nơi. Người tới nơi thì cũng giống như câu hỏi cô Nguyên Trang hỏi, là chúng tôi giải thích cái này để cho quý vị hiểu cái câu kia đó. Những cái câu kia thì nó cũng nằm tương tự vậy thôi, đi tới một cái điểm mà Đức Phật muốn mình đi tới. Thì cái chữ mà không làm việc ác đó, thường thường mình nói không làm việc ác chúng ta làm không có được. Tại sao? Bởi vì khi mà nó không á, nó là cái quả, mình phải tạo nhân cho mình tạo quả không có được. Thành ra khi Đức Phật nói không làm việc ác, tức là quý vị nói, Đức Phật nói tới cái quả. Thì cái quả đó, không làm việc ác, thì những người ngồi nghe Đức Phật nói là ai vậy? 1250 vị thánh tăng A-la-hán không, thì họ không làm việc ác này. Thành ra khi mà nói tới những cái vị đó, không lẽ Đức Phật các ngươi đừng làm việc ác à? Phải không? Đó. Nên mình dựa vào nhân quả để mình thấy câu đó là nói tới nó cái gì. Tức là nói tới cái quả, tức là cái A-la-hán, A-la-hát-ta, phá lá quả, tức là tứ thánh quả. Hãy làm việc lành, hoặc là gì, là cái nhân để được tới đó đó. Thì cái nhân đó là gì? Là tứ thánh đạo. Thì nói câu nhỏ như vậy thôi đó, câu ngắn như vậy. Mà nói tới cái mà cao thượng nhất trong cái giáo pháp Đức Phật muốn dạy. Thành ra mình nên hiểu cái đó thì mình mới hành được. Thì trong 38 pháp anh là cũng vậy đó. Quý vị đọc bất cứ câu gì đi nữa, quý vị phải chọn đức cho tới khi nào quý vị thấy được thực tính pháp trong cái câu đó. Nhưng mà như hồi nãy chúng tôi cái câu đầu không cần nhắc, chúng tôi chọn đức để thấy cái thực tính pháp của cái người ác là gì, của người thiện là gì. Thì cái này cũng vậy. Thì cô Nguyên Trang về coi những cái đó để hiểu nó rõ ràng hơn là mình ngồi mình nghe họ giảng là phải như vậy mới gọi là không làm cái đó. Thì giảng nghe cho vui chứ còn muốn đi xa hơn không có được. Đó. Thì 38 pháp lành từ thấp nhất cho tới cao nhất cũng là đắc đạo quả, tức là chấm dứt nghiệp chướng, chấm dứt khổ trở ngồi rồi. Thì cái câu mà Đức Phật tóm tắt vậy đó, nếu không làm việc hay làm việc lành, giữ tâm trong sạch, ấy là chư Phật, thì cũng chỉ nói tới bốn đạo, bốn quả và niết bàn mà thôi. Thì mấy cái khác cũng đưa đi tới đó thôi. Ví dụ câu đầu mà của Phật nói là chúng tôi cũng chứng minh là đi tới nơi đàng hoàng đó, đi tới nơi tại sao là mình biết khi nào tâm mình có ác thì mình phải làm sao, làm sao để hành cái pháp gì, mà hành pháp gì tứ niệm xứ là phải đi tới nơi chứ làm sao đi được. Thì tất cả những câu còn lại nó đều giống nhau vậy đó. Ráng cố gắng đọc câu Pali nên làm sao để hiểu được cái tự tính pháp trong câu Pali đó thì mình mới có hy vọng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú câu giảng dạy của ngài ạ. Dạ bây giờ con đã hiểu là mình đọc cái gì mình cũng phải suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Dạ con rất là hoan hỷ ạ. Kính tri ân ngài đã chỉ dạy ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Con kính mời những câu hỏi của quý cô chú. Kính mời những câu chat ạ. Dạ con kính mời. Dạ trong room rất là đông ạ. Dạ con mời quý cô chú đạo hữu có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ, hôm nay không có ai đặt câu hỏi hết. Xích Hà ơi, có câu hỏi không?
Huynh Giang nè, Huynh Thính Pháp nè. Dạ con kính mời. Ồ, có Huynh có đạo hữu tu học Phật Pháp nữa nè. Sa thú bàn tay của Xích Hà. Dạ Nguyên Trang kính gửi mất lại cho Xích. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, con có câu hỏi là con thấy giống như con dắt mấy đứa nhỏ đi vô xin ngũ giới đó thưa ngài, nhưng mà lúc đó nó còn bé thì các sư vẫn cho xin giới, nhưng mà con không hiểu vậy có thành tựu hay là chỉ là mình gieo duyên cho nó rồi sau này nó có cái chủng tử đó rồi mai mốt nó cứ vậy mà đi theo, thì con cũng còn đang thắc mắc á. Dạ kính ngài xin giám bích lại cho ngài vì ăn dạy con. Nam mô Bổn Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hàng. Dạ kính thưa chư quý vị, thường thường nếu mà cho một mình nó thì cái đó phải xét lại, còn cái này nếu mà cho chung thì không sao, tại cho nó đọc cho nó quen, tập cho đọc cho nó quen, khi nào nó lớn tới cái mức nào đó mình mới giải thích cái đọc đó là cái gì thì nó mới hiểu. Bởi vì thường thường trong trong giáo pháp của Đức Phật thường thường là phải 7 tuổi mới mới được mới được cho tu, đó là vậy đó, bởi lúc đó mới có khả năng hiểu biết để có năng làm gì, chứ còn nếu mà không biết mà cho mình ta dẫn tới chùa rồi mình chỉ nói bạch ngài cho họ nó họ tạm quyền ngũ giới dùm con rồi này coi, rồi không ai đọc hết, thì cái đó là nếu ông sư đã không cho thì chắc ông cũng có thần thông, không biết ông này sẽ đắc gì nó không cho được, chứ còn không ai làm đó. Thường thường là đứa nhỏ nó phải ít nhất là 7 tuổi nha, 7 tuổi mấy vị sa di mà là hán ngày xưa là khoảng 7 tuổi 7 tuổi hết, chứ không phải ấy. Thành ra có lẽ là tại vì không lẽ để đứa nhỏ nó ngồi riêng mình thì ngồi chung với cái đệ đó để bắt như cho nó tụng hay chơi vui vậy thôi, chứ còn nó cỡ đó thì nó tụng không có được kết quả gì đó. Nam mô Bổn Thầy. Dạ Nam mô Bổn Thầy. Dạ dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy Xích Hà, dạ kính tri ân ngài Sa Thú, cảm ơn Xích Hà đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con thấy câu hỏi của đạo hữu tu học Phật Pháp. Dạ con xin đọc ạ. Kính thưa sư, trong kinh Bát Niết Bàn, Parinibbana Sutta có đoạn Anejo Santima Rappa Yanka Lamakari Muni, bậc tịnh giả ly ái sau khi hướng tâm đến Niết Bàn đã mệnh chung. Theo đoạn kinh này thì ngay trước khi viên tịch tâm Đức Thế Tôn bắt cảnh Niết Bàn, mà theo vi diệu pháp thì tâm tự không thể bắt Niết Bàn làm cảnh. Vậy đoạn kinh ở trên nên được hiểu như thế nào thưa sư? Và kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Và con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, tâm tử thì không có bắt cảnh Niết Bàn được, nó chỉ bắt cảnh thông thường bên trong ba cái cảnh là tâm tử, tâm tế tục với lộ căn tử, thì nó giống nhau ở chỗ là cái tâm của lộ căn tử nó có thể là cảnh của tâm tử hoặc là cảnh của tâm tế tục, thì cái đó không phải là Niết Bàn rồi. Còn cái chuyện mà các tâm khác bắt Niết Bàn không thì cái chuyện tùy người. Thì người có những cái vị mà nghĩa là đắc đạo quả xong chết liền á, thì cái tâm nó vẫn hướng tới đó, nhưng mà cái lộ tái tục thì cũng bao giờ bắt được Niết Bàn. Bởi vì quý vị nên nhớ đó, cái lộ tái tục là nó có cảnh theo nghiệp, chứ nó không có cái cảnh mà hiện tại được. Tức là có kamaramana rồi kamanipita ramana và kamakatita ramana, nó có ba cái loại cảnh đó thôi, thì đâu phải là Niết Bàn. Thì cái tâm tái tục hoặc là cái tâm tử thì cũng vậy, nó có một ba cảnh đó mà thôi, thì không có chỗ nào nói là cái tâm
tâm thử bắt được nếu bạn cả không có, chúng tôi chưa thấy, hoặc là chúng tôi học ít quá chúng tôi không biết, nhưng mà chưa thấy. Bởi cái đó là cảnh công nghiệp mà, cảnh công nghiệp từ cái lậu cận tử của kiếp trước hoặc lậu cận tử của kiếp hiện tại thôi, mà lậu cận tử thì không thể có niết bàn được. Nó một cái thầy á. Nam mô Bích Thai giá, dạ con kính đảnh lễ quý ngài, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không biết là đạo hữu tu học Phật pháp còn có câu hỏi không ạ? À? Có thắc mắc gì không ạ? À? Dạ con kính mời ạ. À. Con kính mời tiếp tục đặt câu hỏi ạ. À. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học Phật pháp, con kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. À. Thời gian thì con thấy chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi là sẽ hết giờ, nên con kính mời quý cô chú có thể giơ tay lên hỏi với ngài ạ, hay có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Thời gian không còn nhiều, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi ạ. Dạ con kính mời. Dạ không biết đạo tràng có câu hỏi không ạ? Dạ con chưa thấy câu hỏi. Cô Nhật Quỳnh ơi, cô có câu hỏi không cô? Huynh Giang có câu hỏi không ạ? À? Xích Thanh Thủy, Huynh Thính Pháp, rồi Chiếc Lá Mùa Xuân. Con thấy trời ai cũng im lặng hết. Dạ, sa thú câu hỏi của đạo hữu tu học Phật pháp. Dạ, con xin đọc tiếp câu hỏi của đạo hữu ạ. À. Kính thưa sư, trong chánh kinh có dạy cảm thọ u, có loại không nên có loại nên có, ví dụ loại liên quan đến xuất ly năm dục, mà trong 89 tâm thì chỉ có 2 tâm sân hợp với thọ u, vậy chẳng lẽ tâm sân có loại nên có loại không nên có? Kính xin sư hoan hỷ chỉ dạy. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ sau đây con kính nhân mít lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự có loại đó mình đi nó, còn có loại đó mình chưa dùng nó để mình làm đối tượng để quán niệm về mình xác được chứ. Không, chứ không phải là có hay không, hay là không nên có, mà cứ muốn tâm là nó theo điều kiện, tâm danh sắc là nó theo điều kiện của nó, chứ còn muốn có hay không, muốn không nên có chuyện mới không được. Mình chỉ có thể tạo điều kiện để nó có hay không nên có, mà khi mà cái nào mà nó có thể nó làm lợi cho cái tâm của thiền minh sát để quan sát nó đó, thì nên giữ để quan sát. Còn nếu mà không phải cái điều kiện đó thì nên diệt đó. Nhưng mà thật sự là mình nói nên giữ hay nên diệt là mình nói theo chế định pháp thôi, cho nó nhanh lắm. Nó nhanh, không lẽ mình kêu nó lại. Nó có những cái phần mà họ dịch kinh điển đó, quý vị nên cẩn thận. Nhưng mà biết có cái nó là đối tượng có thiện minh sát được thì nên quan sát. Còn nếu mà nó không có lợi tượng quá thì nó, mình có nhiều cách để mình làm cho nó mất đi. Thì đó là theo như câu văn này thì nên có và không nên có là vậy. Chứ không phải lúc nào mà nó cũng có hay lúc nào nó cũng không nên có. Thì cái chuyện đó chúng tôi không nghĩ là nó có thể xảy ra được. Mà nó xảy ra tùy theo cái người mà đang hành cái pháp đó. Thấy cái bất cứ tâm sân nào mà có thể giúp đỡ cho cái chuyện mà mình dùng nó để mình quan sát, mình tiếp tục quan sát. Còn nếu không thì mình phải một trong bảy cách mà diệt phiền não đó, mình dùng để mình tiêu diệt nó. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu
tu học Phật Pháp, con kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời quý cô chú. Dạ con đã thấy bàn tay của cô Metta. Dạ sa thú, con kính cảm ơn cô. Dạ con kính gửi mic lại cho cô ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn quý vị đã cho biết là nghe được âm thanh rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bạch Ngài, con có một cái câu hỏi là trong chính cái ơn đức của Phật, ơn đức của Đức Thế Tôn thì có cái ơn đức thứ ba là Uccha Charana Sambanno, thì nói là Đức Thế Tôn đã toàn đắc 3 cái giác, 8 cái giác và 15 cái hạnh. Thì con chưa hiểu rõ được lắm, xin Ngài giảng giải cho con hiểu rõ được thêm ạ. Dạ, con kính cảm ơn Ngài. Con xin dâng mic cho Ngài. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chị quý vị. Thật sự ra thì mấy cái đó nó chịu chuyện lắm, tại là khi mình dịch mình thấy nó nhiều khi lúc nào cũng giác gì, là nó phiền nhiều cái. Chúng tôi chưa học cũng vậy, học riết rồi không biết nó là cái gì cả. Thành ra cái phiền não là nó tới cả bao nhiêu loại, thành ra cái đó là cái thứ ba hả, là hẳn sấm bước thô phải ở qua bước thành cho năng cho thứ cho na sấm bệnh nô gì đó. Thành ra nhiều khi đọc thì tiếng Bali riết rồi nói tiếng Việt nó quên cho na sấm bệnh nô thì cái đó gì không biết nữa. Không biết đó là gì ta. Năm cái giác. Ban đầu là ba cái giác trước phải không? Nếu ba cái giác thì là lậu tận minh với gì ta? Lậu tận minh. Ba cái giác và tới năm cái giác phải không? Để coi năm cái giác là tức là nhất là minh là vipassana vichcha, tức là rồi cái thứ hai là mano majjhima yiti vichcha. Rồi cái thứ ba là Ithi Vitha Vichcha, tức là thần thông minh. Thứ tư là Thiết Phá Sổ Tạ Vichcha, tức là thiền nghĩ minh. Và thứ năm là Chê Tô Bà Rí Giá Vichcha, tức là tha tâm minh hay là tha tâm thông. Tức là cái này là năm cái giác. Năm cái giác, tức là thứ nhất là minh sát minh, tức là Vipassana Vichcha. Rồi cái thứ hai nó là Mano Majithi Vichcha, tức là quá tâm minh. Cái thứ ba là Ithi Vitha Vichcha, tức là thần thông minh. Thứ tư là Diệt Phá Sổ Tạ Vichcha, tức là thiền nhĩ minh. Thứ năm là Tha Tâm Thông, tức là Chê Tô Bà Rí Giá Vichcha. Còn tám cái giác và 15 cái hạnh. 15 cái hạnh. Hạnh thông minh. Hạnh thì coi. Hạnh nó có tới 15 nè. Thứ nhất là Sĩ Lá Sẵn Qua Rá, tức là thu thúc. Cái thứ hai là Yên Trí Giá Sẵn Qua Rá, tức cũng là thu thúc lục căn. Còn trên là
thu túc theo giới hạnh. Thứ nhất là lục túc vô căn, thứ ba là phô chánh ám mắt tình yếu ta, tức là tiết độ trong vật thực. Kế nữa là cha khá ri gia núi vô cô, tức là giữ tinh thần cho nó luôn luôn tỉnh táo, không để mê ngủ. Cái thứ nữa là sạch tha, tức có đức tin. Cái nữa là xà tì sắm và chân giá, tức là có niệm với tệ. Thứ nữa là hi rí, tức là hổ thẹn tội lỗi. Thứ nữa là ô tập bạ, ghê sợ tội lỗi. Thứ nữa phá hồ sạc trả, tức là học nhiều hiểu rộng. 15 cái rồi hả? Được mấy cái rồi không biết. Cái nữa là quý trí giá, tức là có sự tinh tấn. Rồi thứ nữa là bạch tham á chan, tức là sơ thiền. Cái nữa là bành nha, tức trí tuệ. Cái nữa là đúc tỷ giá chan á, nhị thiền. Thứ nữa là tà tỷ giá ná, là tam thiền. Và chà tụt thạc chan á, là tứ thiền. Người đó là 15 cái hạnh đó. Hạnh hay là hành. Rồi 5 cái giác. 5 cái giác, 15 cái hạnh. Còn nhiều khi nó thì còn gì nữa không ta? Hỏi tôi không nhớ. Còn 3 cái giác, tức là thứ nhất là thiên nhãn minh, thứ hai là thiên nhân sanh tử minh, rồi thiên nhãn minh, rồi lậu tận minh. Nên đó là 3 cái giác đó. 3 cái giác. Ba cái giác, mười là năm, năm ba cái giác, năm cái giác là 15 cái hạnh đó. Tôi kể là Pichcha Chana Sambanno đó, tức là mình hạnh túc. Có nhiều đó thì nhớ cái lộn bổn, cái là 15 cái thì nhớ cái lộn bổn chút. 15 cái hạnh, ba cái giác. Còn cái 8 cái giác người ta không phải là kiếm lại, chứ còn không nhớ. Ngoài nhớ thì nhớ thì như là 5 cái giác chứ mà. Thôi vậy chắc đủ rồi đó. Bữa nào kiếm lại là nói rõ hơn, chứ hỏi tự nhiều số quá không nhớ hết. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy cô Mata, và con kính tri ân ngài. Dạ cảm ơn cô đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con thấy câu hỏi. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu như thật. Kính bạch ngài, khi một sắc trần như âm thanh hay màu sắc sanh khởi tác động lên tâm hữu phần và tâm hướng ngũ môn, tức là tâm hướng ngũ môn là tất cả năm căn môn hay chỉ một căn môn, tương ưng chẳng hạn như cảnh sắc bắt tâm nhãn hướng môn thôi. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn này. Dạ kính thưa chư vị, bớt lại cái câu hỏi đó coi. Tại tiếng cô nhỏ quá lại đâu thể nghe không. Khi một sắc trần nhâm thanh hay màu sắc khởi động tâm hữu phần, ngũ môn tâm, tâm ngôn tâm, tất cả năm ngôn. Thật sự ra đó, năm căn năm môn hay là năm sắc thần kinh đó đều phát sinh một lượt cái nhóm sắc đó, bởi vì sắc không có cái nào mà nó điên mình hết á. Rồi khi nào mà cái đối tượng thì nó cũng vậy, nó sắc tinh hương vị xúc gì nó cũng nó đi cái chồng vậy đó. Nhưng mà tùy theo cái cá nhân của người đó là khi mà nó xúc vô cái ấy rồi đó thì nó mới báo động, nó xúc vô ba cái bốn tâm môn phần nó báo động rồi đó. Nếu mà là cảnh ngủ thì ngũ môn tâm nó sẽ mở ra để cho cái những cái ngủ song thức, cái nào mà vừa đủ vừa với cái sự mua dính mắc trong cái đối tượng đó thì nó mới phát sanh, chứ không phải nó đi từng cái. Quý vị nên nhớ vậy đó, không phải nó đi từng cái. Thành ra thường thường đó, quý vị nghe mấy ông thiền sư hay nói là mình muốn hành thiền phải đóng lại mới bớt mấy cửa, chứ còn không là nó vô lần bốn năm cái rồi đó, mình không có khả năng nhịn lần bốn, nhận dạng lần bốn năm cái đâu. Nhớ chuyện đó, sắc tinh hương gì giống đi cả chùm vậy đó.
Nhưng mà tùy theo mình, ví dụ như mình tại sao mình cái nhận thức nó phát sinh, tại sao mình thích cái màu sắc của cái cảnh sắc đó, mà cái trong khi đó nó cũng có nhiều cái màu sắc đi chung vậy. Ví dụ một cái cây đi nữa, lá già lá xanh, lá đỏ không có, tại sao mình chỉ thích là nhìn là mình thấy lá xanh trước rồi vậy, không thấy không? Đó là tùy theo, chứ không phải là nó phải dựa vào cái này, dựa vào cái đó, dựa đi vậy đó. Khi mà nó xúc vô, nghĩa là nó động vô cái tâm hữu phần để nó báo động. Mà khi nó báo động rồi đó thì mấy cái tâm cao nó mới khởi sắc theo cái điều kiện của cái đó, là để nó cho biết để mình cái lỗ đó nó mới phát sanh như thế nào. Chứ còn không thường có thể là cái lỗ đó nó phát sanh rồi, những cái lỗ nào phát sanh tiếp tục đi vậy đó. Mà mỗi lần nó đi như vậy nó nhanh lắm, mà nó xuống, mà nó không phải, quý vị nên nhớ, không phải là cái lỗ nhận thức nó vừa phát sanh xong rồi cái nó xuống cái mình thay đủ không có đâu. Nó phải qua hàng tỷ 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 cái lỗ trình tâm vậy đó mình mới thấy. Mỗi một cái lỗ nó phát sanh nó chỉ nhận được có một chấm mà thôi. Đó. Chúng tôi có thí dụ như cái cách mà lỗ cái phát sanh nó nhận đối tượng giống như cái máy mà dot dot của mình hồi xưa đó, gọi là gì? Mà matrix phải không? Mà cái printer của mình đó. Lúc trước đó, nó gõ từng chấm từng chấm, không có cái printer nó gõ từng chấm chấm, nó gõ hàng ngàn chấm thành chữ vậy đó. Đó. Thì bây giờ thường mình nhìn này đó, nếu mình không học gì pháp mình nhìn đó dot matrix á, thường thường đó khi mà tại lộ trình nó phát sinh nhanh lắm, thường mình nhìn thấy đường thẳng. Nhưng mà khi mình tập cho cái niệm với cái định của mình nó mạnh hơn á, thì nó sẽ bớt những cái loại tâm không cần thiết, dù tâm hữu phần này kia bớt lại, thành ra cứ mình thấy nó đứt khúc. Nhưng mà khi mà cái tuệ nó mạnh rồi đó thì mình mới thấy từng chấm được chấm, chứ còn nếu không là mình cũng thấy nguyên một đường thẳng thôi đó. Thì cái lộ trình các lộ trình tâm, bởi vì nó đi càng là nó chụp cái chùm chùm đó, rồi nó xếp theo nó thành những cái đó như vậy đó, chứ không phải nó đi một cái hai cái mà là giờ thì đó. Đó. Thành ra cái cảnh xa nào đó là nó vô một số cái điều kiện liên quan tới cái cá tánh của người đó, đi người đó bắt. Đó. Cùng thời thấy một cảnh đẹp, cái tâm người đó nó khác, mà cùng thời thấy cảnh đẹp, cái tâm của người khác nó khác. Ví dụ tà ma ngoại đạo thấy bà mai tướng tốt, Đức Phật đã nổi sân liền, thấy không? Nó là do cá tánh của nó, từ bao nhiêu đời nó không thích Đức Phật thì thấy là ấy điện. Còn mình ví dụ mình thích cái gì đó thì nó nhào lên cái vậy, là mình cái tâm đó nó xúc vô số cái điều kiện vậy, thì nó cái lỗ đó nó mới phát sanh được. Nó mua bích thai giá. Nam mô bích thai giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, và dạ con kính chào toàn thể đạo trang. Dạ con không biết là đạo hữu Như Thực còn thắc mắc gì không ạ? Dạ con thấy con xin đọc câu hỏi của Sích Thanh Thủy ạ. Con đọc con kéo xin. Dạ ngài vừa nhắc bảy cách diệt phiền não, kính thỉnh ngài hoan hỷ giảng dạy thêm chi tiết cho chúng con. Dạ kính cảm ơn Sích đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính nhân mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Thế Tôn, dạ kính thưa chị là hỏi được rồi. Nhưng mà nói rồi cái cô Nguyên Trang nhỏ quá mà không thấy khỏi, không biết được đâu. Hello. Bớt lên dùng cái câu hỏi của trời ơi. Vậy cái đó thì trong cái kinh Trung Bộ về đoạn trừ lậu hoặc vô đó coi đi, chứ còn này nói sao mà cái gì cũng những cái sách nào mà chưa học thì chết rồi. Nghe tránh để đoạn trừ này kem sùng bảy loại đó, đó vô về kinh Trung Bộ á, thì những cái quyển đó có như Sư Pháp Thông có dịch đoạn trừ lậu hoặc đó, coi đi. Chứ giờ hỏi chúng tôi cũng tìm cái tên không có nhớ rồi. Chúng tôi mấy cái đó chúng tôi đọc rồi cái
lâu quá không có coi lại ấy, khi nào có cái gì có dịp hỏi hỏi chúng tôi sẽ là cái đọc đọc, còn nếu những số bây giờ chúng tôi đã nói rồi, quý vị thông cảm đi, chúng tôi đã gần trời xa đất rồi mà hỏi những số nhiều quá là nhiều khi nhớ không được. Vô cái đoạn từ là hoặc trong trong bộ kinh ha, con thể vô đó coi đỡ đi, rồi nếu không được thì tuần tới chúng tôi sẽ trả lời. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính chào đạo tràng. Dạ không không biết. À, dạ con cái máy của con đã mở maximum rồi ngài. Dạ con không biết đạo tràng có nghe âm thanh con được rõ không ạ? À? Dạ. Dạ con cũng. Dạ kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời quý cô chú ạ. À. Bây giờ mình chỉ còn lại có 12 phút nữa thôi ạ. À. Dạ. À, chỉ còn một vài câu hỏi nữa là mình đã hết giờ, nên con kính mời cô chú đặt câu hỏi ạ. À. Dạ không có câu hỏi. Dạ con có một câu hỏi của một vị bạn đạo. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. À. Dạ con hy vọng ngài có thể nghe câu hỏi của con. Con sẽ đọc lớn ạ. À. Thưa sư, con có thắc mắc về vi diệu pháp. Khi nhóm sắc pháp sanh lên rồi diệt đi, nhóm sắc pháp có để lại thành phần vật chất nào không bạch ngài? Dạ, con kính dâng mít lại cho ngài ạ. À. Con hy vọng ngài nghe âm thanh của con rõ ạ. À. Dạ, con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Bích Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa quý vị. Nó vẫn để lại dấu tích chứ. Bởi vì sắc nó phát sinh, nó có bốn chuyện, bốn cái nhân. Đó, do tâm vô này vô nọ, thì khi mà nó phát sinh do tâm, thì trong, trong cái lộ trình tâm nó có chức năng con nghiệp, mà chức năng con nghiệp rồi thì mấy cái sắc nó phải dính vô chứ làm sao nó không dính được. Đó. Nhưng mà nó dính cái kiểu nào thì cái chuyện đó là chúng tôi không có biết. Tại chúng tôi đã tìm hiểu mà không thấy sách nào giải thích được. Thì nó vẫn để lại, nó chung với nhau. Mà quý vị nên nhớ cái nào đó, cái sắc mà nó phát sanh từng nhóm này đó, mỗi một cái nó phát sanh rồi đó, thì nó để lại một cái dấu ấn để cho những cái sắc đi theo nó có cơ hội để phát sanh. Bởi vì sắc nó nương vào danh một chuyện, nó nương vào sắc một chuyện. Sắc nó nương vào danh để nó phát sanh, và nó nương vào sắc để nó phát sanh nữa, chứ không phải là nó nương vào danh không là đủ, hoặc là nương vào sắc là đủ, không phải. Nếu mà nó nương vào danh không thì khi mà sanh trên cõi vô tưởng là nó tiêu luôn rồi, sao phải không? Nó phải nương vào cả hai, sanh về cái đó nương vào cả hai. Còn cái sắc trên đó mà nó phát sanh được, nó nương vào những giờ nương danh là danh nào, danh quá khứ, sắc của ông trên cung trời vô tưởng, cái sắc đó nó nương vào cái danh quá khứ. Rồi kiếp này là nó dương vào cái danh quá khứ kiếp trước, và nó nương vào cái sắc của kiếp này nó, để nó mới sống còn trong vòng 500 A Tăng Kỳ được, chứ còn nếu không thì sao nó sống được. Nhưng mà những cái chuyện mà danh sắc và những chuyện đó thì nó thôi đó, chứ mà nói thì nói, hỏi mà chi tiết quá chúng tôi nói trật nhỏ nói trúng. Đó là chúng tôi nói thật, bởi vì cái sức học của mình nó chỉ cũng có giới hạn, chứ mình đâu phải cái thứ mà thứ thiệt đâu. Cái gì cái thứ thiệt phải là bậc thánh thôi, bậc thánh thánh mà thánh tín quả mai ra còn biết nhiều chuyện được, chứ còn bậc sơ quả thì cũng còn nhiều phiền não nó biết đâu nhiều. Thành ra quý vị hỏi gì giờ phải để giúp chúng tôi tỉnh mộng chút nha. Sao nãy giờ cô Hồng Ngọc Viễn Đông thấy lơ vô mà không có lên hỏi câu cuối cùng đi. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ sa thú sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài và cảm ơn Nguyên Trang rất là nhiều cho những câu hỏi cũng như làm thị giả cho ngài. Dạ cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ có câu hỏi của Như Thật bạch ngài. Con xin đọc câu hỏi của Như Thật. Bạch sư, nếu sắc trần phát sanh một lượt như vậy, không ăn thức ăn gì cả, thì cảnh vị vẫn phát sanh hay sao? Cảnh vị đó vẫn phát sanh bởi vì nó nằm trong nhóm táo sắc bất ly. Và con kính nhân mít đến ngài Nam Mô Bích Thầy. Dạ.
Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chủ vị, nó vẫn phát sanh như thường chứ làm sao không phát sanh được. Sáu sắc bất ly đó là nó níu kéo nhau, nó nương nhau để nó sanh, nó diệt cùng lực, nó sanh diệt lực. Nghĩa là tối thiểu là có sáu cái sắc nó như vậy. Đó. Thì nhưng mà mình nói nhóm đó là bất ly là tám cái sắc đó. Nhưng mà thường thường khi nó phát sanh á, không có lúc nào nó phát sanh tám sắc cả. Nó phát sanh nhiều hơn tám sắc, nghĩa là mình gọi là Kalapa đó, tối thiểu cũng phải là 11. Đó, ví dụ tám sắc bất ly, thêm ví dụ như phát sanh ở cánh tay mình đi, nó phát sanh thêm cái gọi là thân biểu tri mấy sắc nữa, rồi nó phát sanh một số điều kiện khác vừa vào cái tâm nữa, thì cũng thì nó nhiều lắm chứ ít có khi nào nó nấy đâu, bởi vì nó phải lên cả chùm cái chùm cái chùm. Đó, chứ không phải là mình tưởng nó phát sanh cái nào đó. Mình học tám sắc ly là tại vì mình học theo cái tiến trình mà được chia ra ăn của các bậc mà người ta biết, người ta chia sẻ là những sắc nào nó luôn luôn đi chung nhau, không thể tách rời được. Có những cái sắc nào khi nào cần thì nó đi, còn không cần nó đi, nó thành ra nó nhiều chuyện. Mà cái sắc đó, thì nó không có phải là nó phát sanh ít, nó phát sanh nhiều hơn lộ trình tâm nữa. Tâm nó phát sanh nhanh thiệt, nhưng mà nó phát sanh nó dựa vào số điều kiện ít hơn. Còn trong khi mà một cái sát na của sắc là một cái sát na của tâm thôi đó, thì nó có đã có bốn cái loại sắc nó phát sanh trong một sát na tâm, mà bốn loại sắc nó phát sanh khác nhau, nó phát sanh trong cái sát na sanh, sát na trụ, sát na diệt đều có sắc phát sanh đó. Nó phát sanh một cái nhóm nó khủng khiếp lắm chứ không phải mình cứ nghĩ đâu quý vị, mai mốt là có dịp học lên tới Dương Hệ sẽ thấy mấy cái đó nó rùng rợn lắm chứ nó đâu có nhẹ nhàng như mình tưởng đâu. Rồi bây giờ còn hỏi kiểu này thì rất là khó phân tích được, bởi vì chúng tôi không biết quý vị động sách, quý vị hỏi ha, quý vị học tới quý vị hỏi, bởi vì nói ra nhiều khi cũng quài quạng chứ không đâu, nó nhiều chuyện lắm ha. Anh ta mình học theo cái phương pháp mà Đức Phật dạy đó, học theo từng tự pháp là những cái nào cần thiết liên quan tới cái mình đạo thì nên hỏi để cho mình sáng tỏ. Còn nếu mình lâu lâu mình gặp một hai câu gì trong sách nào đó mình hỏi xong xưa rồi ông sư cũng có giảng đã rồi, ông tốn hồi tốn sức của ông mà mình cũng không có thể nắm bắt được tới nơi, thì cái đó để lại khi nào mình tới đó rồi mình hỏi. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thủ. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, con thấy như thật đã sa thủ kính tri ân Ngài rồi. Cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn Hoa Nguyệt, cảm ơn Thiền Vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, đồng hồ Nhật Quỳnh còn có mấy phút hả quý vị? Quý vị quan hỷ có thể hỏi một câu chót. Sài Gòn, Ngài mời thì nói là bức thư rồi. Dạ, trong đạo tràng con vị nào không? Vị nào đặt câu hỏi không? Đưa bàn tay cũng được, hoặc là chết chát lên cũng được, như Quỳnh sẽ đọc. Tại vì Nguyên Trang đã cố gắng hết sức quá, sa thú kính loại Quỳnh thính pháp nha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Khai, dạ. Dạ, con kính lễ chư Đông Lập Tăng, quý bà cô tu nữ đạo tràng. Thứ sư là hồi nãy sư có giảng về cái lộ trình tâm mà ở trong khi lộ trình tâm sinh lên ấy, sư, thì nó có liên tục hay là đôi khi nó có bị gián đoạn bởi những cái tâm hữu phần khác thưa sư? Chắc hẳn khi mà tâm bắt một cảnh ấy, sư, bắt từng đát mấy triệt đấy sư, thì không biết là cái lộ trình tâm nó đi liên tục hay là nó bị gián đoạn bởi những cái tâm hữu phần ở giữa xen kẽ sư? À, con mong sư giải dùm cái vấn đề này. Mô Phật, cảm ơn sư. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Vì nào mà chưa học tới lỗ trình tâm mà chúng tôi có giảng thì quý vị cũng ráng chịu khó nghe thôi, chứ không có gì bảo đảm hiểu đó. Không có lỗ nào mà đi liên tục đó. Ví dụ như cái lỗ nhãn đi, nhãn thức đi, nó phát sanh một lỗ thì nó thấy một chấm thôi, thì cái lỗ đó, đó có thể là sân, có thể là gì cũng không cần thiết à. Rồi nó xuống hữu phần cách tỷ tỷ là cái sách nào hữu phần là nó lên một cái lỗ thứ hai gọi là lỗ của ý, chứ không phải là lỗ ngủ nữa. Lỗ của ý nó gọi là ti tặc kha ná quý thị,
nó nhận cái chấm vừa rồi đó, nhận cái chấm mà cái lậu kia đó, rồi nó xuống nó lặp đi lặp lại một cả bao nhiêu tỷ sanh na, rồi nó lên cái lậu nữa là lậu ngủ, tức là lậu nhãn thức hồi nào mới, nó nhận thêm một chấm nữa, nhận thêm chấm nữa rồi nó mới xuống cái lậu thứ hai là lậu ý, tức là tôi đặt cho nó để lậu thứ hai để nhận cái điểm đó, đó cái điểm mà của lậu đó, rồi nó trở lại cái lậu ngủ đó, nhận cái điểm thứ ba là nó xuống cái lậu mà tôi đặt cho nó có thể đi nhận ba điểm, rồi nó xuống theo cái lậu mùa cho nó có thể đi, nó nhớ cái ba điểm đó nó góp lại, nó thành cái lậu thứ ba này nó cứ góp mà cái lặp đi lặp lại vậy đó, thành nó một cái vật mà mình thấy được đó. Nó hàng chục ngàn tỷ tỷ cái lộ trình tâm chứ không phải là một lộ, hai lộ. Đó. Nếu quý vị ráng chịu có hiểu đi, chứ còn nếu quý vị chưa học tới lộ trình tâm hỏi cái đó cũng như không hỏi thôi. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị tất cả phước báo nào phát trình trong hội đạo tràng ngày hôm nay. Xin hãy là mối duyên lành để tất cả quý vị có thể tận diệt được các pháp ngũ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Thầm Ma Giá, nam mô Sang Khà Giá, nam mô Đất Thành Đất Tỳ Giá Xà. Rồi còn ngày cả cũng nếu không ngày cả thì nhờ cô Nhật Quỳnh thỉnh đại đức pháp tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, chúng tôi xin chậu. Dạ sa thú lành thai, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liêu Tông rất là nhiều. Ngài đã tận tình giảng giải những câu hỏi của chúng con để chúng con tiến gần đến lời dạy của Đức Thế Tôn, đã được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Và do phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay, chúng con thành kính dâng đến Ngài, mong rằng phước này trợ duyên Ngài được an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ sa thú, con đã thấy tín hiệu của đại đức pháp trang. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức pháp trang, sau khi chúng con sám hối, cung thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để tròn đủ phước báo ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính mời quý vị cùng với Nhược Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ang ghe na quan đề hang ba đà phẳng sum qua ruột tam ang buột vô khả lì tâu đô sơ buột thâu tham mặt tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na quan đề hang thẩm anh cha được vị thẳng qua răng thẩm mê vô kha li tô đổ sơ thẩm mô khà ma tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na quan đề hang sẵn khanh cha được vị tho tam ang thẳng khê vô khá lý tổ đổ sơ sẵn khô khám mặt tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp trang từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn đủ phước báo. Dạ sa thú đành thai, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Thầm Ma Giá, nam mô Sang Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện trong đạo tràng, và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử, và chúc quý vị luôn được sự an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng chúc xích Sài Gòn cũng luôn được an vui trong thiện pháp. Và giờ đây chúng con xin được phép đại diện ngài Chí Đức cũng như chư tôn đức để chúc đến toàn thể quý vị để tròn đủ phước báo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Hi chi tang ba ti tang tam ma hang ki pa me va sa me cha to sa pe po ran do sang ka pa chan do pan na ra so ya ta ma ne cho ti ra so ya tam sa pe ti yo vi va chan do sa pa ro ro vi na sa ma te pa va ton ta ra yo so ki de ka yo ko pa va pi va da na se le cha ne cha va ta pa cha yi no cha ta rom Thamma va tan te ayavano so kang pa lăng các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tu kịp thời đến người và cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người. Như trăng trong ngày rằm bằng trắng vậy cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rỡ ràng. Là ngọc quý báu có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện Pavatusa Pamangalam. Rakantusa Padevata Sapapurtha Nupavena Sadasati Pavantute Pavatusa Pamangalam Rakantusa Padevata Sapatamma Nupavena Sada Soti Pavantute Pavatu Sapamangalam Rakantu Sapadevatam Sapasangka Nupavena Sada Soti Pavantute tất cả phước báo hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật. Do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu lành thai.